Đây là nơi nào? Hay lắm, Hứa Chi Vi, cô chả tự sát còn gì nữa, thế mà giờ vẫn còn dám tỉnh lại. Cô nghĩ nhà họ Thời bọn tôi nợ cô à? Cô đúng là con đỉa hút máu. Nhà họ Thời cái gì cơ? Bổn cô chết rồi cơ mà. Bọn họ lại là ai? Bác à, bác đừng giận, tim bác không tốt. Đều tại cháu cả. Cháu không nên tự tiện làm chủ, đưa thỏa thuận ly hôn cho anh Châu. Sao lại trách chị được? Rõ ràng là cô ta không muốn ly hôn, muốn anh em đồng tình nên mới nhảy lầu. Nếu không nhìn thấy giấy ly hôn thì bọn em vẫn chả biết gì. Tôi nói mà, sao anh trai lại lấy một đứa quê mùa? Thì ra hồi đó bị người ta bỏ thuốc trong quán bar, bị đồ đào mỏ chơi cho một phố. Danh danh, đừng nói bừa, cô ta dám làm mà không dám để người ta nói à? Đồ đào mỏ. Biết điều thì mau ký vào thỏa thuận ly hôn đi, rồi cuốn gói cho tôi. Cái thứ gì đây, lại còn già mồm à? Còn chưa có ai đánh được bổn cung lần thứ hai đâu. Bác à, tin tức từ đài hôm qua đã phát hiện cổ mộ mới ở đường sắt số 1 Giang Thành. Các chuyên gia đoán niên đại của cổ mộ vào thời Nam Bắc Triều, cách đây khoảng 1.800 năm. 1.800 năm ư? Đây không phải thời đại của mình. Nơi này rốt cuộc là... Thời phu nhân ơi, đợi chút, thời phu nhân. Hỗn láo, bỏ bổn cung ra. Bệ hạ, bệ hạ, sao bệ hạ lại ở đây? Ngoan quá đi mất. Ngon thì muội ăn nhiều vào, đợi bổn điện hạ làm hoàng thượng sẽ cưới muội làm hoàng hậu, đồ ăn ngon toàn thiên hạ đều cho muội hết. Thượng gia có con gái đoan trang hiền hậu, phong làm đức phi. Cô ta thật sự tưởng hoàng thượng sẽ cưới cô ta à? Chẳng qua chỉ là cung nữ hạ đẳng nhất mà thôi. Dù có là cung nữ hạ đẳng nhất thì có sao nào? Hứa Chi Vi, người muốn ly hôn là cô, nhảy lầu cũng là cô. Cô muốn làm gì? Ly hôn? Ly hôn là gì vậy? Ở bên này, ở bên này. Thời phu nhân, cô và anh Thời ly hôn là thật à? Ngoài giới đồn cô là đồ đào mỏ, cô thấy thế nào? Là vì anh Thời nói ly hôn nên cô mới nhảy lầu tự sát ư? Đồ đào mỏ? Là cô gái vớt đồ à? Anh Thời, có tin đồn 5 năm trước là Thời phu nhân ép hôn, anh mới chia tay với mối tình đầu, bây giờ ly hôn, có phải vì mối tình đầu khó quên, không thể thông báo không? Ly hôn? Thì ra có nghĩa là hưu thế à? Mình bị anh ta hưu rồi ư? Làm gì có cái lý ấy? Bất cần xảy chân mà thôi, vợ chồng tôi hòa thuận, sao tôi nỡ tự sát được? Anh không muốn bị xấu mặt chứ, hả phu quân? Trẻ nhỏ dễ dạy. Phu quân, ở đây đông người quá, chúng ta về nhà đi. Được. Anh Thời, anh Thời, làm ra chuyện mất mặt như thế, còn muốn ở lại nhà họ Thời chúng tôi ư? Hành lý của cô đã thu xếp xong rồi, mau ký thỏa thuận này, rồi cút khỏi nhà họ Thời cho tôi. Bác à, chị chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi. Chị ấy thất nghiệp mấy năm nay, anh Châu và chị ấy thường xuyên ở riêng, chắc chắn chị ấy không biết sẽ thu hút phóng viên, cũng không biết sẽ ảnh hưởng giá cổ phiếu của công ty. Sao nào, thế là có lý do để thành kẻ ăn bám à? Mẹ, tuy con không phải mẹ đẻ của Úc Châu, nhưng mà con lúc nào cũng nghĩ cho nhà họ Thời. Ngày kia là tiệc mừng thọ 80 của mẹ, người có tiếng tăm tụ hội, lẽ nào muốn giữ cô ta lại để mất mặt à? Bà nội, bà mau khuyên bác đi. Hay lắm, kẻ sướng người họa, chỉ lo kẻ thiếu tội thôi. Nước mắt dặn mãi không ra, đúng là diễn xuất kém. Chi Vi, nếu cô vẫn còn lòng tự trọng thì mau ký vào thỏa thuận này đi, không chừng Úc Châu còn cho cô thêm ít tiền. Chiêu trò cũ rích như vậy, nếu mình mà ký thật thì không phải không có tự trọng, mà là không có não. Bà ơi, mỗi một nhà sau đều sẽ có một người làm chủ, người bên dưới nếu muốn tranh vị trí thì phải được người làm chủ coi trọng. Xin lỗi bà, do cháu quá bốc đồng, yêu quá nhiều nên mới làm chuyện sai trái. Cháu biết sai rồi. Cô đấy, quá hồ đồ. Chìa khóa để có được sự yêu mến là nghĩ những gì bà ấy nghĩ. Bà nội, không phải cháu không muốn đi, chỉ là giờ cháu đi, người ta sẽ bàn tán, chuyện xấu phải giấu đi chứ bà. Lo những gì bà ấy lo. Hơn nữa trước giờ hưu thê là nỗi bất hạnh trong nhà, nếu bị kẻ có mưu đồ lợi dụng khiến tiệc mừng thọ dính vận xui thì không hay đâu. Mẹ, con không hề nghĩ như thế, đừng nghe cô ta xúi giục. Chị à, sao chị lại nói bác như thế? Thỏa thuận ly hôn đó là do tôi tìm thấy, không liên quan gì đến bác cả. Tôi nói cho chị biết cũng là để chị có thể hòa thuận với anh Châu mà thôi. Thì ra là cô có lòng tốt, tôi còn tưởng cô gấp lắm rồi cơ. Được rồi, chuyện hôm nay còn chưa đủ loạn à? Coi như cô vẫn còn hiếu thuận, về phòng tự kiểm điểm đi. Vâng ạ. Được rồi. Anh Ước Châu á? À, đồ vô dụng này, 5 năm rồi mà vẫn chưa có được thời Ước Châu. Lần này không phải tại cháu thật, là cái con kia giỏi ngụy biện quá mà. Cũng lạ thật,
Rõ ràng là cái loại lẳng lơ ngu xuẩn, sao tự dưng lại đổi tính thế này? Hôm nay Úc Châu sẽ ngủ ở nhà. Bọn nó trước giờ chưa từng ngủ chung. Cháu mau đi thay bộ đồ ngủ gợi cảm đi. Hôm nay nhất định phải có được thời Úc Châu đấy. Thiếu phu nhân, đây là phòng của cô. Đây chính là thế giới của nghìn năm sau à? Cũng chỉ là những đồ vật tầm thường thôi. Làm phiền chút, tôi ngã hỏng đầu rồi, nên muốn hỏi cô chút chuyện. Nhà họ Thời phất lên bằng nghề bán trang sức, trùng kinh doanh. Thời Úc Châu, con một của nhà giàu, 5 năm trước bị chia rẽ, phải chia tay tình đầu. Thời Úc Châu bị bỏ thuốc trong quán bar, lăn lộn một đêm với Hứa Chi Vi. Sau đó cưới Hứa Chi Vi, rất ít khi về nhà. Bạc tình bạc nghĩa, đồ tồi. Phan Xảo, mẹ kế của Thời Úc Châu, một lòng tác hợp cho cháu gái Phan Vũ Đồng và Thời Úc Châu, nhưng nhiều năm vẫn thất bại. Thiếu phu nhân, cô đừng để hai độc phụ đó thành công. Thế giới này lại có thứ ngon như vậy ư? Trước kia cô ta cũng ồn ào thế này à? Xin lỗi nhé, thiếp thân đường đột rồi. Ôi nhé, thiếp thân đường đột rồi. Chị à, chị đừng có hiểu lầm nhé. Làm gì có, là anh Úc Châu nói thích ăn bánh ngọt tôi làm. Thế nên tôi mới làm một ít, đưa đến cho anh Úc Châu. Tôi không có làm trà xanh trà đỏ gì đâu, bày trò. Ngu cũng được đấy. Chị đừng tức giận nhé. Tôi không định phá hoại tình cảm của chị đâu. Không đâu, đều là chị em trong nhà, sao tôi lại tức giận được. Chào mừng cô đến nhà này bất cứ lúc nào. Đủ rồi, cô đến phòng tôi làm gì, tất nhiên là để ngủ rồi. Em về phòng mình. Thì em còn làm gì nữa? Cô lại bày trò gì nữa? Cô về trước đi, tôi vẫn còn việc cần làm. Cảm ơn bánh ngọt của cô. Nhưng anh Úc Châu, anh đồng ý dạy em kỹ năng giám định bảo vật rồi mà. À, hay là em lánh đi trước nhé. Phu quân, anh cần khoảng bao lâu? 15 phút có đủ không? Đủ rồi. Hứa Chi Vi, cô về trước đi. Hừ, về nhé, lần sau gặp lại. Sao cô còn chưa về nữa? Tôi lại muốn hỏi cô, nửa đêm canh ba đến phòng của anh á? Chứ chẳng lẽ phòng cô, chúng ta không ngủ cùng à? Cô ngã hỏng đầu luôn rồi à? Chúng ta vốn là vợ chồng trên danh nghĩa. À ha, tìm tôi có việc gì? Thực ra cũng chả có gì, chủ yếu là vì cái hưu à. Thỏa thuận ly hôn, em xem qua rồi, còn 5 tháng nữa mới đến thời hạn ly hôn, đúng không? Sao nào, không muốn ly hôn à? Không đâu, chỉ xác nhận lại với anh còn 5 tháng nữa thôi. Vậy trong 5 tháng này em vẫn là vợ hợp pháp, có thể tiếp tục ở đây, đúng không? Tất nhiên. Vậy thì được, phu quân yên tâm, thiếp thân sẽ nhanh chóng tìm được nơi ở. Vậy trong 5 tháng này, em thiếu cái gì đều có thể xin anh đúng không? Muốn cái gì? Tiền à, mua 10 gói này trước đã. 5 gói. Bảo người làm đi mua là được rồi. Phu quân anh minh, anh yên tâm, khi đến lúc thiếp thân sẽ đi ngay, tuyệt không cản đường anh đi tìm tình yêu. Vậy em đi nghỉ ngơi trước đây, anh cứ tiếp tục ăn bánh trà xanh đi nhé. Cô muốn ở lại thì cũng được. Không đâu. À đúng rồi, phòng em ở đâu ấy nhỉ? Được rồi. Điều tra lý lịch của Hứa Chi Vi, bổn cung chỉ cần 3 năm đã làm hoàng hậu, đối phó anh chỉ cần 2 tháng thôi. Ừm, ngoan quá đi. Chị à, thỏa thuận ly hôn là tôi sai. Tôi tưởng chị và anh Úc Châu kết hôn hợp đồng, chị sẽ không buồn chứ? Xin lỗi chị. Rồi rồi, biết rồi. Chị à, vì để tỏ lòng xin lỗi, món quà này của tôi chị phải nhận đấy nhé. Bố tôi tốn 30 triệu để mua về đấy. Nếu chị có thể đeo nó trong tiệc mừng thọ, nhất định sẽ nổi trội nhất cho xem. Hàng giả. Nếu như chị không nhận nó thì chắc chắn là chưa tha thứ cho tôi rồi. Rồi tôi đeo, đừng khóc nữa. Vậy đã nói rồi nhé, chị nhất định phải đeo nó trong tiệc mừng thọ đấy. Yên tâm đi. Thiếu phu nhân của thế gia trang sức đeo phỉ thúy giả, Hứa Chi Vi, tôi muốn chị mất hết mặt mũi để xem thế gia còn chứa được chị không. Trang sức Thời thị tổ chức tiệc mừng thọ cho lão phu nhân, những người có tiếng trong giới trang sức tỉnh Đông đều tụ hội. Nghe nói Tằng gia có tiếng trong giới trang sức cũng tham dự bữa tiệc lần này. Úc Châu,
Sao Chi Vi còn chưa đến? Cái đứa quê mùa không hiểu phép lịch sự. Tằng gia, xin ông đừng chê trách nhé. Ha ha ha, đâu có đâu có. Chắc là chị, sợ phóng viên ở bên ngoài. Anh Úc Châu, anh hứa sẽ dạy em giám định bảo vật đó. Vừa đòi ly hôn lại vừa nhảy lầu. Gây ra bao nhiêu rắc rối. Suýt nữa khiến nhà họ Thời trở thành trò cười trong ngành. Không đến cũng được. Chi Vi, xin lỗi các vị nhé, có chút chuyện nên đến muộn. Giờ lành khai tiệc sắp đến rồi, nếu như đã đến muộn, thì ngồi tạm chỗ nào đó đi. Chị à, anh Úc Châu, đồng ý dạy tôi giám định bảo vật rồi, không sao, tôi ngồi bên này là được. Lão phu nhân, vị này là ông Tằng, cháu họ Phan, tên Vũ Đồng, à, tôi nhớ vợ của Úc Châu họ Hứa mà nhỉ. Cô là gì của Úc Châu? Cháu. Vớ vẩn, buổi tiệc quan trọng. Trước mặt khách mời, một người ngoài như cô ngồi ở đây còn ra thể thống gì? Bà ơi! Qua đây đi! Cứ đợi đấy! Sao giờ cô mới đến chọn quần áo đó? Thiếu vải! Dung tục! Cái này trông còn được! Thế nào, không mất mặt chứ? Chị à, vòng cổ của chị trông đẹp ghê, nhưng màu xanh của Phỉ Thúy trông hơi lạ. Vũ Đồng, cháu nói vớ vẩn gì đấy, bác à, nhỡ đâu Phỉ Thúy của chị là đồ giả thì sao? Bị phóng viên bên ngoài lật tẩy thì mất mặt lắm, đúng không? Chắc chắn ông Tằng có thể phân biệt thật giả. Chị à, chắc chị không nhỏ nhen đến mức không cho giám định đâu nhỉ? Nếu đã là đồ thật, thì sao chị lại không dám đưa ra? Lẽ nào là... Chột dạ không dám đấy chứ. Chuyện nhỏ, xem em đây. Đương nhiên là bởi vì hôm nay là tiệc mừng thọ của bà nội. Bà nội mới là nhân vật chính. Em gái mà muốn giám định, thì để hôm khác chị cho em xem riêng. Bà ơi, cháu làm vậy là muốn tốt cho bà thôi. Nếu như trong tiệc mừng thọ của bà, thiếu phu nhân nhà họ lại mang đồ giả đến, chị ta mất mặt là chuyện nhỏ. Danh dự bà cũng mất, thì sẽ bị cười cho thối ruột đấy. Vớ vẩn. Bác cứ bình tĩnh. Nếu bác muốn đuổi cái đồ ngứa mắt này đi, thì hôm nay là cơ hội tốt nhất. Chi Vi à, Vũ Đồng, nói cũng không sai. Hay là con để Tằng ra kiểm tra xem thế nào. Mẹ, con cũng thấy không tiện. Bà ơi, bà thấy sao ạ? Có gì mà không tiện? Lấy ra đây xem nào. Vô sỉ, ngu xuẩn. Các người có biết điều này thể hiện điều gì không? Tức là cho dù cái vòng này là thật hay giả, nhà họ Thời cũng sẽ là trò cười, gây sự ở nơi như thế này. Đúng là bọn ngu xuẩn, thần tiên cũng khó cứu. Mẹ đây là... Im miệng. Tôi xem, ai dám kiểm tra, cháu dâu tôi. Bây giờ không phải do bà quyết định đâu. Thời lão phu nhân, chúng tôi nhận được tố cáo rằng Thời phu nhân đeo đá quý giả, xin hỏi có phải thật không? Đá quý dưới trướng nhà họ Thời, liệu có thật giả lẫn lộn không? Lần trước đã muốn hỏi anh rồi, đám người này là ai vậy? Phóng viên là gì? Hiểu rồi, quan sử. Các người, đúng là ngậm máu phun người. Lão Thái Quân, bình tĩnh, bà ngồi đi. Cháu trai, cháu dâu đã lớn, loại chuyện còn con này, không phiền bà phải tự tay xử đâu ạ. Được. Các phóng viên đại nhân, nhà họ Thời chúng tôi buôn bán đá quý, uy tín làm nên thương hiệu. Cho nên tiểu nữ, to gan hứa với các vị, nếu nghiệm ra hàng thật, các vị có thể tuyên bố công khai, trả lại trong sạch cho chúng tôi không? Được chứ. Nhưng nếu nó là giả, chúng tôi cũng sẽ viết vào. Xem ra Thời thiếu phu nhân này không giống như lời đồn. Rất biết nói chuyện đấy chứ. Các người đừng nghe chị ta nói bậy bạ, chị ta chỉ đang kéo dài thời gian thôi. Còn cô nữa, nếu dây chuyền của tôi là thật, cô sẽ làm gì? Không bao giờ. Nếu là thật thì sao? Tôi sẽ quỳ xuống xin lỗi chị. Ừ, được thôi. Phiền Tằng gia giám định. Làm phiền Tằng gia. Không có gì. Vũ Đồng, cháu có chắc không đấy? Bác không phải lo. Có người chỉ thích ra vẻ, nhưng giả mãi mãi là giả. Dù có dựa vào thủ đoạn để vào nhà này, thì vẫn mãi mãi là loại hèn hạ thôi. Phu quân, thiếp thân đã nói, chuyện lông gà vỏ tỏi này
cứ để thiếp thân xử lý mà. Chào phu quân. Cô, thiếp thân đêm hôm đến thăm là có chuyện cần nhờ. Nửa đêm canh ba, phát điên cái gì, đến phòng tôi làm gì? Thiếp thân có một sợi dây chuyền là giả, thiếp thân muốn phu quân làm cho thiếp thân một cái y hệt, nhưng tra rõ nguồn gốc chỗ làm giả, cô định làm gì? Đương nhiên là phân ưu cho phu quân, xóa bớt ưu phiền, san bằng lũ tiểu nhân rồi. Tôi tuyên bố, đừng trách tôi chưa khuyên chị, bây giờ chị quỳ xuống xin lỗi còn kịp đó, nếu không lát nữa bị phóng viên bao vây, chị muốn bỏ ra cũng không được đâu. Bình thường thôi. Tôi tuyên bố, vật này được giám định là thật. Cái gì? Không thể nào. Thứ này tuyệt đối là giả. Sao em gái lại biết đó là giả? Tôi đương nhiên là biết, bởi vì tôi. Tôi biết rồi. Chắc chắn là chị cấu kết với Tằng gia. Giám định giả, hãm hại tôi, đủ rồi. Còn định làm loạn bao lâu nữa đây? Anh Úc Châu, chuyện đến nước này, sao anh còn bảo vệ chị ta? Em cũng muốn tốt cho anh mà. Tôi không cần, tôi cho cô thêm một cơ hội. Đi ra khỏi đây ngay. Anh Úc Châu, anh chắc chắn đã bị chị ta lừa gạt rồi. Không lẽ chị nghĩ chị thắng chắc rồi? Hư thư. Nhiều vậy hả? Rốt cuộc anh tính bỏ tôi bao nhiêu lần vậy? Tôi không có. Tôi đã photo ra bản thỏa thuận ly hôn này rồi. Mọi người cùng xem đi. Chính ả đàn bà này 5 năm trước bò lên giường anh Úc Châu, rồi mới bám được vào nhà họ Thời. Phỉ thúy không phân thật giả, nhưng hôn nhân của họ từ đầu đến cuối chỉ là một trò lừa. Lời đồn hóa ra là thật sao? Xem ra Thời thiếu phu nhân cũng thủ đoạn đấy. Không thể trông mặt mà bắt hình dong đâu. Chị có dám nói với mọi người 5 năm qua anh Úc Châu lên giường của chị lần nào rồi không? Thô tục quá, lỗ tai của tôi. A-di-đà Phật, Phật tổ tha thứ cho con. Tôi và phu quân có duyên ba kiếp, cần một con yêu quái như cô xen mùng vào à? Mà em gái sao lại biết chị chưa lên giường? Không lẽ em núp dưới gầm giường phòng chị hả? Chị, bảo vệ, đuổi cô ta ra ngoài. Anh Úc Châu, em đang giúp anh thoát khỏi con mụ xấu xí này mà. Cô Phan, xin mời, cút. Bỏ tôi ra. Anh Thời, thỏa thuận ly hôn này là thật sao? Xin hỏi anh và phu nhân có kết hôn hợp đồng không? Anh Thời, thỏa thuận là thật. Trên đời này duyên phận có nhiều kiểu, không phải cuộc gặp nào cũng thành giai thoại. Một cung nữ cũng đòi bò lên giường của hoàng đế, đúng là si tâm vọng tưởng. Chính vì chưa hoàn hảo nên mới không cam lòng. Vì vậy chúng tôi quyết định chia tách ra để quay lại từ đầu. Bình tĩnh nào. Mày hơn người ta hẳn 1800 tuổi. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Có phải chị đã sớm biết đá quý là giả nên cố tình hãm hại tôi không? Chị nghĩ chuyện bẩn thỉu chị làm 5 năm trước không có ai biết thật sao? Tôi sẽ gửi cho anh Úc Châu để anh ấy thấy rõ bộ mặt thật của chị. Cô hiểu lầm rồi. Tôi không phải Hứa Chi Vi. Từ khi sinh ra, tôi không thích chịu thiệt. Thứ Hứa Chi Vi không tranh, tôi sẽ tranh giúp cô ấy. Chị dám tát tôi. Bỏ ra. Anh Úc Châu. Anh Úc Châu cứu em. Cái này tôi lấy. Anh Úc Châu. Anh thấy chưa? Chị ta đánh em. Anh ấy nghe được bao nhiêu rồi? Về nhà. Cháu gái của cô giỏi thật đấy. Suýt thì khiến cả nhà họ Thời chôn cùng. Mẹ, con cũng không biết gì mà. Con mà biết, con cũng sẽ không như vậy. Mẹ, tòi rồi, chết mình. Chờ đã, cho tôi cơ hội thể hiện đi. Bà ơi, mẹ cũng là bị lừa mà. Đúng đúng, con bị lừa thật mà. Chi Vi, mẹ nhất thời hồ đồ, nên mẹ không biết con nhóc đó lại bày ra chuyện như vậy. Đừng nói nữa mẹ. Con biết mà. Đúng là con ngoan. Còn hai đứa nữa lại dám giấu bà, kết hôn giả. Đừng nghĩ là thoát được. Là định ngó lơ, phải nhanh chóng xin cho bà một thằng chắt, hiểu chưa? Dạ rồi hả? Anh hiểu cái gì cơ?
Nhanh lên. Tranh thủ. Vâng. Ơ kìa, sao tự dưng anh lại đồng ý vậy? Thế còn được. Anh định làm gì thế? Đương nhiên là hoàn thành tâm nguyện của bà nội. Sao? Không phải muốn bắt đầu lại từ đầu à? Không được. Vậy thì giải thích xem. Giải thích cái gì? Tôi không phải Hứa Chi Vi. Là có ý gì? Tôi không phải Hứa Chi Vi. Là có ý gì? Quả nhiên anh ấy đã biết nên anh ấy vừa mới lừa mình. Đúng là danh ma. Tính kế lên cả bà cô tổ của mình. Sao? Khó giải thích lắm ư? Không khó, chỉ là tôi là ai không quan trọng. Nếu tò mò thì tự điều tra đi. Hay là anh thích tôi nên khó chịu vì không hiểu được tôi? Muốn hôn tôi không, phu quân? Cũng khá muốn. Tôi có chút việc, đi đây, nói chuyện sau. Alo, xếp thời. Dây chuyền phỉ thúy của phu nhân đúng là do cô Phan tặng. Hơn nữa còn tra ra những năm qua cô Phan luôn lấy quan hệ với nhà họ Thời để lén lút buôn đồ giả. Xin hỏi, phải xử lý sao ạ? Từ nay trở đi, tôi không muốn thấy nhà họ Phan trong các chuỗi kinh doanh của nhà họ Thời nữa. Rõ. Ngoài ra, chuyện soạn lại thỏa thuận kết hôn tạm thời để đó. Vâng. Thế mà lại bị một thằng nhóc tán tỉnh, xấu hổ quá. Không được, phải ngủ thôi. Trời sắp sáng rồi. Muốn hôn tôi không, phu quân? Cũng khá muốn đấy. Sắc tức thị không, không tức thị sắc, không thể để lỡ chính sự được. Đây chính là thế giới ngàn năm sau ư? Hoan nghênh thời phu nhân. Thế giới mà một nữ tử cũng có thể ra ngoài theo đuổi sự nghiệp. Cô có muốn thử một chút màu mới nhất của chúng tôi không? Màu. Thế giới này thật tốt. Tính thử cửa hàng kia cần bao nhiêu ngân lượng. Được thôi, tôi quá khích, cứ tính toán chỗ ở trước đã. Tính xem tòa lầu kia cần bao nhiêu bạc. Bẩm thiếu phu nhân, bình thường là bán theo từng phòng. Mua một căn, người bình thường cần kiếm bao lâu mới được? Bẩm thiếu phu nhân, chắc khoảng 350 năm. Xếp thời, chuyện nhà họ Phan đã được xử lý xong. Hứa Chi Vi, dạo này đang làm gì? Thưa sếp, thiếu phu nhân hình như đang tìm việc. Tìm việc? Công ty nào đấy? Tìm việc? Công ty nào đấy? Là công ty còn dưới trướng Thời Thị. Thời cổ truyền lệnh, chuyên đấu giá đồ cổ. Cô ta ứng tuyển vị trí gì vậy? Hình như là trợ lý nghệ thuật ở phòng đồ cổ. Xếp thời, có cần gửi thông báo là tuyển thẳng thiếu phu nhân không ạ? Không cần, quan tâm một tí là được. Vâng. Tôi là Hứa Chi Vi, 25 tuổi. Vị trí ứng tuyển là trợ lý nghệ thuật. Điểm mạnh của tôi là thư họa đan thanh và giám định đồ cổ. Không ngờ là cô, Hứa Chi Vi. Đây là người quen cũ của nguyên chủ. Tôi nhớ lúc cô lên đại học đã bỏ học nhỉ. Lúc còn đi học, cô luôn chèn ép tôi. Đến cả người tôi yêu thầm cũng muốn bỡ đít cô. Đúng là báo ứng. Hôm nay cô lại rơi vào tay tôi. Phòng nhân sự làm ăn kiểu gì đấy? Tốt nghiệp cấp 3 mà cũng dám bỏ lên bàn à? Cô này rất xuất sắc trong các tác phẩm thư họa. Các người nghĩ đây là nhà từ thiện à? Mà cái loại người nào cũng đem đến chỗ tôi, xem ra là thù cũ. Quản lý Vương, mà đại sư lại lên cơn giận rồi. Cô mau qua đây xem đi. Xin lỗi, cô Hứa, có lẽ cô không phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của chúng tôi. Không sao. Phế vật, một đám phế vật. Một đám phế vật, có vài chữ mà viết cũng không xong. Đây mà là chữ à? Mà đại sư, ông đừng giận. Đúng vậy, mà đại sư, bây giờ mọi người đều làm việc bằng máy tính, nên viết chữ không đủ tốt là bình thường. Chúng ta làm về đồ cổ. Vậy những văn nhân nhã khách đấu giá lại tranh chữ cổ của chúng ta, thấy chúng ta viết chữ như chó cào gà bới này thì sẽ nghĩ gì? Các người chịu được. Tôi thì không. Vương Vi Vi, cô là lãnh đạo của họ, cô thử xem. Tôi
Được rồi. Đi đi. Hay để tôi thử xem thế nào. Sao cô vẫn chưa chịu đi, đi ngang qua, cô ta là ai? Một người trực phỏng vấn, không quan trọng. Chỉ tốt nghiệp cấp 3, không lọt vào mắt đại sư đâu. Tôi khuyên cô đừng hóng chuyện, mà rời khỏi công ty ngay đi. Cấp 3 thì làm sao, viết chữ là học từ cấp 1 mà. Hơn nữa, cô cũng đâu có làm được. Cô. Tránh ra đi. Cô thử xem nào. Mực này không đúng, nhạt rồi. Diễn cũng ra gì phết. Cô, mài mực. Cô, mài mực. Nhạt thì nhạt. Cô viết nhạt là xong. Mực nhạt sẽ ảnh hưởng thần thái. Mực đậm, bút mới có lực. Giống như làm người vậy, phải có tài mới làm được. Cô, lưng thẳng vai rộng. Người nghiêm chữ chỉnh. Bàn thấp quá, người cũng không đủ cao minh. Đủ rồi, đừng có được nước làm tới. Nâng bàn lên cao cho cô ấy. Có thể điều chỉnh đèn trong phòng sáng lên được không? Hơi tối. Vâng. Cô, mài mực. Vương Vi Vi, còn đứng đó làm gì? Nương nương, người đã có thân phận cao quý, vì sao còn phải học những tài nghệ này? Cho dù người không biết viết thư pháp hay biết vẽ, không biết bắn cung, bệ hạ vẫn sẽ coi người như báu vật mà. Sao người phải tự chịu khổ làm gì? Tay đỏ ửng vì lạnh rồi kìa. Ngươi nhầm rồi, không phải làm quý phi thì không cần học. Chính vì ta đã làm quý phi nên mới có cơ hội được học thầy danh tiếng, học tài nghệ các cô gái nghèo không học được. Dựa vào sắc đẹp sao có thể lâu bền? Không phải chịu khổ mà là diễm phúc. Mời. Mời. Đẹp, 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 trẻ nhỏ dễ dạy. Trẻ nhỏ dễ dạy. Khải thư này rất có phong cách thời Ngụy Tấn. Ông quá khen rồi, mau lấy giấy rắc vàng ra đây. Chọn ngày không bằng gặp ngày. Hôm nay cô viết luôn thiệp mời nhé. Mà đại sư, thiệp mời này sẽ gửi cho sếp thời đấy. Mà cô ta chỉ đến phỏng vấn, không phải nhân viên ở đây. Thế thì hôm nay làm thủ tục nhậm chức cho cô ấy luôn đi. Không được, cô ta mới tốt nghiệp cấp 3 thôi, không phù hợp yêu cầu tuyển dụng của thời cổ truyền kim. Học vấn, cô có học vấn cao, cô viết được không? Xin lỗi Mạc đại sư, ông là cố vấn nghệ thuật sếp thời đích thân mời về. Tôi tôn trọng việc ông theo đuổi nghệ thuật, nhưng cũng mong ông tôn trọng quy định của công ty tôi. Không đạt tiêu chuẩn là không đạt tiêu chuẩn. Cô, tức chết tôi mất, tức chết tôi mất, không làm nữa, tôi muốn nghỉ việc. Mạc đại sư, ông bớt giận, hay là mọi người bàn bạc trước đi. Tôi thuyết phục được cô ta, ngày mai cô nhất định phải tới nhé. Tạm biệt. Quản lý Vương, đây là hồ sơ của Hứa Chi Vi. Là Mạc đại sư đích thân. Ông ta chỉ là cố vấn thôi, cứ nói xóa nhầm thông tin, ông ta có thể làm được gì? Alo, tổng công ty. Tổng công ty. Alo, cô là quản lý Vương, Vương Vivi à? Xin hỏi, Hứa Chi Vi tới công ty hôm nay có qua phỏng vấn không? Không ạ, cô ta chỉ tốt nghiệp cấp 3, cho nên nghe nói hồ sơ của cô ấy vô cùng xuất sắc. Tổng công ty đề nghị cô nhận người ưu tú là cô ấy vào làm. Nhưng cô ta, bên này đã nhập thông tin của cô ấy rồi, chỉ gọi thông báo cho cô thôi. Vất vả rồi. Có phải Mạc đại sư đã nói tình hình với phía tổng công ty không nhỉ? Anh đi đi, cho thông tin của cô ta vào danh sách đen của thời thị. Nhưng Mạc đại sư sợ cái gì? Chú hai tôi là quản lý bộ phận tài nguyên nhân lực của tổng công ty, chỉ cần chú ấy hạ lệnh, chú ấy muốn ai thì người đó phải cút vào danh sách đen. Cả đời này Hứa Chi Vi đừng hòng vào được thời thị. Alo, cô Hứa, rất tiếc phải thông báo với cô không vượt qua vòng phỏng vấn. Được, tôi biết rồi. Cháu dâu, cháu gặp chuyện gì à? Không có gì đâu bà, cháu đi phỏng vấn, nhưng không đậu thôi ạ. Không đậu à? Công ty quèn nào đấy? Chẳng biết nhìn nhận gì cả, đúng là không thức thời. Không đậu cũng tốt, ngày mai đi khảo sát khách sạn với bà, cũng để cho những kẻ thích khua môi múa mép biết. Nhà họ thời chúng ta vẫn sống tốt. Vâng ạ. Ừ, ăn đi, ăn nhiều vào. Bị từ chối rồi hả? Kỳ lạ, thông tin của phu nhân là tôi nhìn người ta nhập vào hệ thống mà, sao lại không có? Điều tra đi. Vâng thưa sếp. Alo chú hai, hôm nay lão phu nhân khảo sát khách sạn Giang Thành ạ. Thế nào, cháu muốn chú đưa cháu đi gặp lão phu nhân? Cháu nghe nói tháng sau thời thị tổ chức triển lãm trang sức. Chú hai cũng biết thời cổ truyền kim chúng cháu chưa bao giờ được tổng công ty coi trọng mà, nếu lần này được quyền tổ chức triển lãm, biết đâu cháu sẽ được danh chính ngôn thuận vào tổng công ty làm cánh tay đắc lực cho chú hai. Nói khéo lắm, mục tiêu của cháu không phải lão phu nhân đúng không? Đúng là không có gì qua được mắt chú.
Hôm nay lão phu nhân đi kiểm tra, có thể sếp thời cũng sẽ đi. Cháu nghe nói dạo này sếp đang đòi ly hôn với phu nhân. Nếu cháu may mắn, chưa biết chừng lại lọt vào mắt xanh của sếp. Chú cũng biết đấy. Nếu như vậy, ôi chú hai, chú giúp cháu đi mà. Được rồi, lát nữa chú qua đón trang điểm đẹp vào nhé. Thật ạ. Tốt quá rồi, cảm ơn chú. Cháu dâu, xin lỗi cháu, hôm nay bà tức ngực quá, phải đến bệnh viện kiểm tra, để cháu phải đi một mình rồi. Không sao đâu bà. Có cần cháu đến bệnh viện với bà không ạ? Không cần, không cần, sắp đến giờ ăn trưa rồi, cháu tới khách sạn chờ bà. Tới nơi thì nhắn cho bà bảo Tiểu Lý ra đón cháu. Vâng ạ. Hình như cháu sắp đến rồi. Phu nhân, chúng ta đến rồi. Hứa Chi Vi, sao cô lại ở đây? Hứa Chi Vi, sao cô lại ở đây? Cô đến đây làm gì? Đến ăn cơm. Chém gió cũng có mức độ thôi. Thời đại học cô vừa học vừa làm đúng không? Cô biết đây là khách sạn cấp bậc gì không? Người ở tầng lớp như cô, đừng nói vào đây tiêu tiền. Dù tới đây bưng bát đĩa thôi, cũng không xứng. Tôi thấy là cô bị công ty chúng tôi từ chối, nên đến đây thử vận may chứ gì. Tôi khuyên cô đừng lãng phí sức lực nữa, bởi vì cả đời này cô cũng không vào được công ty chúng tôi đâu. Ồ, dựa vào đâu mà cô kết luận như thế? Vì chú hai của tôi là lãnh đạo cấp cao của tổng công ty, chỉ cần chú tôi hạ lệnh, chú ấy muốn ai cút, người đó sẽ phải cút. Cô chính là người bắt Vivi mài mực mới tốt nghiệp cấp 3 đó hả? Biết điều thì đi mau. Con gái con nữa, lát nữa bị bảo vệ lôi đi thì không hay đâu. Tôi đến đây ăn cơm, không phải để gây sự. Sao lại bị lôi đi được? Cô vẫn chưa biết đúng không? Hôm nay khách sạn ngừng kinh doanh, không được chủ nhân mời, cô không vào được đâu. Đúng đó, cô quá thành quá cố đấy. Chào cô, tôi họ Tôn, là quản lý của khách sạn này. Quản lý Tôn, cậu đích thân qua đón tôi, đúng là ngại quá. Xin hỏi, cô là cô Hứa đúng không ạ? Phải. Chào cô, tôi nhận lệnh từ lão phu nhân, đón cô vào khách sạn. Cái gì? Thể thế này. Đúng đó quản lý Tôn, cậu có nhận nhầm người không? Tôi đã hẹn trước với trợ lý của sếp thời, hôm nay đưa cháu gái đến đây rồi. Đúng, tôi mới là người hẹn trước. Đương nhiên là tôi không nhận nhầm người. Cô là Hứa Chi Vi đúng không? Mời vào trong. Vậy tôi vào trước nhé. Hai vị chờ hẹn thong thả. Mời cô Hứa. Sếp thời và lão phu nhân vẫn đang trên đường. Cô lên phòng VIP ở tầng cao nhất trước, hay là... Cô Hứa. Đây là đàn cổ. Thời gian trước công ty mua từ buổi đấu giá nước ngoài về. Đại khái vào khoảng Nam Bắc Triều Ngụy Tấn, 1.800 năm trước. 1.800 năm, vâng. 1.800 năm. Cao hơn nữa đi, cao hơn nữa đi, bay lên nào. Cung nữ Hứa Thị, thông minh xinh đẹp, phong làm mỹ nhân, ở bên hoàng thượng. Nương nương, người xem trong sân này, có gì cần rời đi nữa không? Chặt giúp ta cái cây này, ta muốn làm thành đàn. Nương nương, bây giờ người là mỹ nhân bệ hạ đích thân sắc phong, muốn đàn thế nào mà không có, sao phải thế ạ? Phải để lại thứ gì đó, lưu làm kỷ niệm chứ. Tôi có thể chơi thử được không? Đương nhiên rồi, mời cô. Xếp thời, lão phu nhân, thời phu nhân đã chờ ở trong rồi. Mời đi theo tôi, được. Cháu dâu của bà đây mà. Bà nội, chúng ta ngồi ở đây trước đi. Ừ. Không ngờ Chi Vi còn biết đánh đàn nữa đấy. Đúng là giỏi thật. Em là ai quan trọng không? Nếu tò mò, anh có thể tự điều tra mà. Hay là anh thích em? Ghét cảm giác không hiểu được em. Bạn đại học của cháu có lai lịch thế nào? Cô ta thì có lai lịch gì được? Từ nhỏ đã là học sinh nghèo, lên đại học bị đàn ông lừa nên thôi học, sau đó thì biến mất. Kia chẳng phải Hứa Chi Vi? Khách quý Hứa Chi Vi không cần thiệp mời đây mà. Sao cô không vào phòng VIP trên tầng mà lại ngồi đây đánh đàn vậy? Vương Vi Vi, bọn họ là ai? Là quản lý bộ phận tài nguyên nhân lực của thời Thị và cháu gái ông ta. Cháu gái là quản lý bộ phận kế hoạch của thời cổ truyền Kim. Hình như đến đây vì quyền tổ chức tháng sau đấy ạ. Thời cổ truyền Kim. Công ty Hứa Chi Vi phỏng vấn thất bại à? Vâng. Tôi còn tưởng cô là khách quý thế nào, hóa ra là kẻ bán nghệ, còn có gan mạo danh khách quý nữa chứ. Đúng là sĩ diện hão. Bán nghệ thì sao? Trời sinh đã thấp hèn hơn người khác à? Bán nghệ đương nhiên thấp hèn hơn người rồi. Có điều, dù là công việc thấp hèn như bán nghệ
cô cũng không qua được thời gian thử việc đâu. Tôi khuyên cô hãy từ bỏ sớm đi. Sao cô có thể khẳng định tôi không qua được thời gian thử việc? Bởi vì khách sạn này dưới quyền tổng công ty của thời cổ truyền Kim, mà chú hai tôi là quản lý bộ phận tài nguyên nhân lực của tổng công ty. Chỉ cần chú tôi dậm chân một cái, cả công ty đều sẽ rung chuyển. Tôi không ngại nói cho cô, thông tin cá nhân của cô đã bị tôi cho vào danh sách đen rồi. Tất cả các chi nhánh của tổng công ty cô đều không vào được. Vậy ư? Hứa Chi Vi, cô đúng là vẫn mặt dày mày dạn như trước đây, rất hèn hạ. Úc Châu, bà, để Chi Vi tự giải quyết. Cháu dâu của nhà họ Thời sao có thể không giải quyết được chuyện thế này? Cô biết tôi ghét nhất điều gì ở cô không? Đó là khuôn mặt này của cô đấy. Rõ ràng vừa nghèo vừa nhà quê, nhưng luôn tỏ ra thanh cao. Chỉ có đám đàn ông ngu xuẩn mới tin thôi. Ồ, nghe có vẻ cô đã bị những người đàn ông ngu xuẩn tin tôi làm tổn thương nhỉ. Cô, thế nào? Bị đá rồi à? Vi Vi, tới giờ rồi. Chú lên chào hỏi lão phu nhân trước, lát nữa cháu lên nhé. Vâng. Nếu đã bán nghệ thì phục vụ khách của cô đàng hoàng đi. Cô Vương muốn nghe bài gì, chơi bài nào vui vẻ đi. Được. Không hay, đổi bài khác. Không hay, đổi. Cô Vương thấy không hay, có lẽ là vì không hiểu ý của bài hát. Ý của bài hát gì chứ? Bài này được phổ nhạc từ Thi Kinh, tên xảo ngôn, nói khoác nông cạn, từ miệng mà ra, nói hay như chim, là kẻ mặt dạn mày dày. Cô nói linh tinh gì đấy? Ý là có người nói hay như chim hót, nhưng bản thân không có năng lực, lại cứ thích gây thị phi, không biết lấy dũng khí từ đâu nữa. Cô dám châm biếm tôi? Cô, không sao chứ? Không sao. Anh là ai mà dám lo chuyện bao đồng của tôi? Hôm nay khách sạn không tiếp người ngoài. Cô nói xem tôi là ai, lại là kẻ làm thuê cho khách sạn. Tôi khuyên anh đừng phí sức nữa, cô ta đã vào danh sách đen. Anh cũng cẩn thận đi, đừng trộm gà không thành, còn mất nắm gạo. Ý cô là, chú hai của cô có thể đuổi việc được tôi? Đương nhiên, cả thời thị, chú tôi muốn đuổi ai thì người đó phải nghỉ. Được, có gan thì cô bảo ông ta thử xem. Anh là tình mới của Hứa Chi Vi hả? Ngoại hình cũng được đấy, nhưng mắt nhìn kém quá, lại đi thích một ả lăng nhăng. Tôi nói cho anh biết, bây giờ anh cho cô ta vào khách sạn, biết đâu mấy ngày nữa cô ta lại leo lên giường của khách quý nào khác. Cô dám đánh tôi, ăn nói cho đàng hoàng, nếu không, không chỉ một cái tát đâu. Đau tay không? Không đau. Cô ta đau hơn là được rồi, chờ đó cho tôi. Chú hai, chú mau xuống đây đi, có người đánh cháu. Chờ đi, chú tôi xuống đây. Tôi sẽ đuổi cả hai người. Vi Vi, chú hai, chú xuống rồi, là đôi cẩu nam nữ này, bọn họ không chỉ đánh cháu còn không hề coi trọng chú nữa. Chú hai, chú phải chút giận giúp cháu nhé. Đuổi hết bọn họ đi, đưa vào danh sách đen, để bọn họ không bao giờ được vào thời thị nữa. Quản lý Vương, nghe nói ông định đuổi việc tôi. Thời, thời. Chú hai, chú, sao chú cũng đánh cháu vậy? Chú điên rồi à? Cháu mới điên đấy. Sếp Thời, tôi xin lỗi. Là con nhỏ này, có mắt không thấy Thái Sơn, không biết sếp. Tôi thay nó xin lỗi sếp. Sếp, sếp Thời, tổng giám đốc thời thị. Thời Úc Châu. Thời thị, thời cổ truyền Kim, là sản nghiệp của nhà họ Thời ư? Trùng hợp vậy. Chú hai, có phải chú nhận nhầm người không? Rõ ràng anh ta là người tình của à kia mà. Ngốc. Mau xin lỗi sếp Thời đi. Xin lỗi sếp Thời, tôi thật sự không biết anh, tôi tưởng anh cùng một dục với cô ta. Người cô nên xin lỗi, không phải tôi. Em không cần xin lỗi, lời xin lỗi của loại vô sỉ này không đáng giá. Vậy cô muốn thế nào? Từ nãy đến giờ cô ta luôn muốn đuổi em. Em muốn cô ta làm mẫu. Hứa Chi Vi, cô đừng không biết điều. Cô nghĩ những chuyện hèn hạ của cô không ai biết à? Ồ, vậy cô nói xem, tôi có chuyện gì là cô muốn tôi nói đấy nhé. Anh vẫn chưa biết lịch sử huy hoàng của cô ta đúng không? Cô ta chưa bao giờ là kẻ trong sáng cả. Hồi học đại học, cô ta làm thêm ở quán bar, rõ ràng đã có bạn trai. MA vẫn ngủ với khách hàng. Cuối cùng nghe nói đã lấy một thằng ất ơ nào đó, còn chẳng học hết đại học. Thằng ất ơ. Xếp Thời, tôi đưa cô ta vào danh sách đen, hoàn toàn là vì nghĩ cho công ty. Nói xong chưa? Có thể cút được chưa? Còn đứng đấy làm gì? Bảo vệ, Xếp Thời, buông tôi ra. Chú hai, chú hai. Xếp Thời, quản lý Vương, ông còn không đi, người tiếp theo sẽ là ông đấy. Cần đuổi hết tất cả bọn họ không? Không cần, rắc rối của mình tự mình giải quyết, cứ giữ lại chơi từ từ. Cút đi, khách sạn chúng tôi không chào đón cô. Vi Vi, có sao không? Chú hai, chuyện hôm nay là cháu quá liều lĩnh,
cháu còn chưa biết bạn học cũ có chống lưng sao mà đã chọc giận rồi. Cô ta thì có chống lưng gì, cô ta mà quen biết sếp thời thật thì vào tổng công ty lâu rồi, còn tới công ty quyền này xin việc làm gì. Hơn nữa sếp thời không coi trọng cô ta đâu, cô ta chỉ là thứ vô dụng. Khả năng cao là cô ta đã tới trước rồi nói xấu chúng ta với sếp thời rồi. Như nãy cô ấy có vẻ cũng khá thân với sếp thời thật. Đơn giản thôi, chú hai, chú tìm cho cháu mấy phóng viên trông chừng cô ta. Dù cô ta may mắn đến mấy rồi bò được lên giường sếp thời, thời lão phu nhân không chấp nhận loại dơ bẩn thế đâu. E là cô ta leo lên được chứ không xuống được. Cháu dâu, ngồi đi nào. Đói rồi hả? Ăn thử món này đi. Đây là món dim sum đặc biệt của khách sạn này. Thế nào? Ngon ạ. Ngon thì ăn nhiều vào. Hôm nay chị dâu ăn ngon miệng thế. Chẳng lẽ là có rồi à? Có gì cơ? Đương nhiên là con rồi. Tôi nghe nói người mang thai ăn ngon miệng lắm. Chị dâu mang thai rồi à? Chắc không đâu. Chắc tôi chỉ đơn giản là ăn ngon thôi. Chị dâu, chị kết hôn với anh em 5 năm rồi, sao vẫn chưa có thai vậy? Danh danh, không được vô lễ như thế. Chi vi này, con cũng phải gấp rút lên. Con với Úc Châu cũng lớn tuổi rồi, cũng nên có con đi thôi. Chuyện này không cần bà quan tâm. Mẹ chỉ muốn tốt cho hai đứa thôi. Hơn nữa sản nghiệp nhà họ thời lớn như vậy, cũng đến lúc có người thừa kế rồi chứ. Hơn nữa nếu cơ thể có vấn đề gì cần ly hôn thì cũng phải tranh thủ cho sớm. Mẹ nói đúng không, Chi Vi? À vâng, đúng là con hiểu chuyện. Thì ra chiêu trò nằm ở chỗ này hả mẹ? Thật ra con cũng rất sốt ruột. Cơ thể con, phu quân, thiếp thân có lỗi với phu quân. Hứa Chi Vi, cô lại giở trò gì vậy? Phu quân, hay cứ nghe ý của mẹ, cưới Vũ Đồng vào phủ đi, thiếp sẽ hòa thuận với nàng ấy. Đây là con nói đấy nhé. Vớ vẩn, đàn ông nhà họ thời luôn giữ mình rất tốt, không bao giờ bắt cá hai tay, không chung thủy với vợ. Chỉ cần tôi còn sống thì không bao giờ cho phép con hồ ly tinh với đứa con hoang nào vào nhà. Mẹ, con không có ý đó. Cô không cần có ý đó. Chuyện của Phan Vũ Đồng, cả đời này cô cũng đừng mơ. Cháu dâu, đừng sợ, bà giúp cháu nhé. Bà nội, ăn cơm đã. Ăn nhiều vào nhé. Chi Vi à, đây là rượu hoa quả được ủ từ trang viên nhà mình, cũng là món đặc sản của khách sạn này. Cháu với Úc Châu thử xem. Ngọt quá. Úc Châu, nào. Nhưng mà, có một chuyện, mẹ cháu nói cũng có lý. Hai đứa cũng không còn nhỏ nữa rồi, cứ ở riêng cũng không hợp lý lắm, đúng không? Thanh niên mà, phải ở cùng nhau thì tình cảm mới nồng thắm được, đúng không? Vâng vâng vâng, cháu biết rồi bà. Này, ăn đi. Cháu dâu, cháu ổn không? Cháu vẫn ổn ạ, nhưng hơi chóng mặt. Quản lý Tôn, mấy món hôm nay không tệ. Vất vả rồi. Đâu có đâu có, việc của tôi mà. Chào mừng bà thường xuyên tới ăn. Cháu dâu, có sao không? Không sao đâu bà, nếu đã hơi choáng choáng thì tối nay ở khách sạn một đêm luôn đi. Quản lý Tôn, phiền cậu sắp xếp một phòng cho cháu trai và cháu dâu tôi. Vâng, tôi sẽ sắp xếp ngay. Đợi đã. Alo, bây giờ còn phòng tổng thống trống không? Được, sắp xếp cho tôi ngay. Xếp thời và phu nhân muốn vào ở. Được. Úc Châu, cháu đỡ Chi Vi đi nghỉ trước đã. Vâng, thưa bà. Chăm sóc cho cháu dâu bà nhé. Quản lý Tôn, vâng, đợi hai đứa nó vào phòng, phiền cậu khóa cửa lại, thiết lập lại luôn. Lão phu nhân, chuyện này cứ làm theo tôi nói. Mấy cô cậu thanh niên này, da mặt mỏng, phải để bà già như tôi thúc đẩy cho một cái. Uống ngon. Á, à, đau quá. Đau mà còn uống rượu. Nhưng rượu đó ngọt ghê. Alo, sếp thời,
Điều tra Vương Vi Vi xóa thông tin xin việc còn kéo phu nhân vào danh sách đen nữa. Tôi tuyển phu nhân vào lại rồi. Ừm. Cần xử lý Vương Vi Vi đó không? Đuổi đi. Vâng. Và liên quan đến tư liệu mà anh cần tra. Ừm. Phu nhân có gia cảnh bần hàn, từ nhỏ đã yếu đuối, hồi đại học có bạn trai, cũng chưa từng học tài năng gì, kể cả đàn tranh hay dương cầm. Mà người hầu nói, hình như phu nhân mất trí nhớ rồi. Thiếp là ai có quan trọng không? Nếu tò mò, phu quân có thể điều tra thử. Hay là chàng thích thiếp rồi? Ghét chuyện không hiểu nổi thiếp. Muốn hôn thiếp không, phu quân? Rốt cuộc em là ai? Khát quá. Người đâu? Chuẩn bị trà. Hỗn xược, công công phòng nào đây? Kéo ra ngoài phạt trượng. Cô tỉnh rồi à? Phu quân. Tỉnh rồi thì tốt. Ngoan. Bệ hạ. Chàng xong việc rồi à? Thần thiếp đợi chàng lâu lắm rồi. Cô vẫn chưa tỉnh. Nếu không tỉnh táo thì không được. Ngủ đi, quỷ rượu. Cô vẫn chưa tỉnh. Nếu không tỉnh táo thì không được. Ừm. Không tỉnh táo thì không được. Tỉnh rồi à? Ăn sáng đi đã. Rốt cuộc cô đang nhìn gì vậy? Đừng lo, chuyện tối hôm qua em sẽ giữ bí mật giúp anh. Tối qua há, chuyện gì cơ? Đàn ông phải suy nghĩ nhiều, quá áp lực, khó tránh cảnh lực bất tòng tâm. Đừng lo, chuyện nhỏ thôi, đừng bị ám ảnh, em hiểu mà. Hứa Chi Vi, hình như em rất để ý chuyện tôi có lực bất tòng tâm không? Alo, xin chào. Alo, cô Hứa. Tôi là quản lý nhân sự của tập đoàn Thời Thị. Chúc mừng cô qua vòng phỏng vấn. Ngày mai có thể tới làm việc. Được, tôi biết rồi. Ngày mai cần tôi đưa cô đến công ty không? Không cần. Chào mọi người, tôi là Hứa Chi Vi. Chào mừng. Người mới. Mang chỗ này vào nhà vệ sinh, rửa sạch rồi mang vào phòng họp. Hỗ xược, dám bắt bổn cung, cô nói gì cơ? Không có gì. Giờ đã khác xưa, phải làm việc nghiêm túc. Trà sữa của anh. Đây là của cô nhỉ? Của anh đây. Được chưa? Được rồi. Cảm ơn. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Yên tâm đi, cô ta mà là người của sếp Thời thì tới trụ sở chính lâu rồi, làm gì có chuyện chia tới chi nhánh. Tới địa bàn của tôi thì tôi phải chăm sóc cô ta cho kỹ.
Xếp thời, lịch trình tuần này đã được gửi vào hòm thư của anh. Chuyện quan trọng của tuần này là quyết bên tổ chức triển lãm trang sức tháng sau. Xếp thời. Hứa Chi Vi đang làm gì nhỉ? Xếp thời, anh phu nhân giỏi làm rồi, bây giờ chắc đang làm việc ở công ty. Bên tổ chức triển lãm trang sức tháng sau, giao cho thời cổ truyền Kim đi. Vâng. Hôm nay tổng công ty đưa xuống dự án mới, tất cả nhân viên thuộc bộ phận kế hoạch lên lầu họp tổng công ty. Ấy, cô thì không cần đi. Tại sao? Cô chỉ là trợ lý thực tập, làm việc của cô là được rồi. Nhưng vừa nãy cô nói tất cả nhân viên mà tôi cũng xong phần việc của mình rồi. Bây giờ cô có việc rồi đó. Xin lỗi, nó không nằm trong phần việc của tôi. Tôi là cấp trên trực tiếp của cô, phần việc của cô là do tôi quyết. Hú chi, cô vốn là một người chạy vặt được nhét vào. Không làm được thì cút. Hú chi. Ây da, hình như bây giờ cô cũng không tiện đi họp lắm. Tôi là trợ lý của sếp thời. Hôm nay tôi thay mặt sếp thời tới đây là để tuyên bố cho mọi người kế hoạch triển lãm của tổng công ty. Tháng sau, tổng công ty sẽ mở một buổi tiệc trong ngành ở khách sạn quốc tế của Giang Thành. Đồng thời hy vọng thời cổ truyền Kim sẽ đảm nhiệm công tác triển lãm trang sức. Sếp thời cứ yên tâm, chúng tôi sẽ không để sếp thời thất vọng đâu. Xin hỏi, nhân viên của bộ phận kế hoạch ở đây hết rồi à? Tại sao số lượng không khớp với thông tin tôi nhận được? Thiếu một người. Chuyện này là sao? Đã bảo là tất cả nhân viên mà, sao lại thiếu một? Cô ấy nói, cô ấy không tiện. Có chuyện gì quan trọng hơn cả cuộc họp hôm nay? Đồ ngu ngốc, không biết nặng nhẹ. Đuổi việc ngay cho tôi. Vâng, tôi báo cho bên nhân sự ngay. Ấy, không cần. Người không tới là Hứa Chi Vi đúng không? Đúng vậy, từ lâu tôi đã nghe Mạc đại sư khen cô Hứa này là người vô cùng tài năng. Xếp thời đặc biệt căn dặn buổi triển lãm này cho cô Hứa và Mạc đại sư toàn quyền phụ trách. Nếu là người được tổng công ty và Mạc đại sư coi trọng, vậy kế hoạch lần này tôi sẽ giao cho cô Hứa. Gì cơ, làm vậy không đúng quy tắc. Cô ta mới vào làm chưa nữa. Không có hơn nữa gì hết. Quản lý cấp cao đã quyết, cô làm gì có quyền xen vào. Nhưng mà sao còn chưa gọi cô ấy ra đây? Tôi xin lỗi, tôi tới muộn. Sao cô lại? Không sao, tôi được cấp trên quan tâm tí thôi. Cấp trên của cô là ai? Cô nói láo. Sao lại là tôi làm được? Quản lý Vương, tôi biết cô tốt bụng, muốn tôi bình tĩnh hơn rồi mới đi học với công ty. Không sao đâu, tôi hiểu mà. Cô hãm hại tôi. Không phải tôi làm, hay là xem camera đi. Sao mà thế được? Vừa nãy tôi chỉ hất cốc nước vào người cô, sao lại thành thế này? Vương Vivi, đủ rồi đấy. Cô thấy chi nhánh mình chưa đủ mất mặt à? Quản lý, tôi... Nhanh lên, vào họp rồi. Lần này thư ký của sếp thời đích thân tới, đừng vào muộn. Tiếp chiêu đi. Còn ổn không? Có cần tôi báo cho sếp thời không? Không cần, đối thủ thì ở đâu chả có, ở ngoài sáng thì càng tốt. Thì ra là bỏ lên giường anh ta, tôi cũng muốn xem nếu có vấn đề. Một trợ lý nho nhỏ như anh ta có bảo vệ nổi cô không? Cháu dâu bà đâu? Sao vẫn chưa ra đây ăn cơm? Lão phu nhân, thiếu phu nhân nói tối nay phải tăng ca, không về ăn cơm ạ. Sao lại tăng ca thế? Làm việc ở công ty của nhà họ thời mình rồi cơ mà. Úc Châu, cháu có làm tư bản thì cũng đừng bóc lột người nhà mình chứ. Ở bên ngoài toàn là thực phẩm bẩn, không tốt cho sức khỏe. Cháu dâu bà có khi còn chưa ăn cơm ấy chứ. Bà, cháu ăn no rồi. Mau gọi điện thông báo với họ. Sườn xám đâu, rốt cuộc sườn xám được đưa đến chưa? Bậc thầy Mạc, đừng sốt ruột đã, trợ lý Hứa đã đi lấy sườn xám rồi, mau gọi điện Hứa đi. Trợ lý Hứa đến rồi. Được, được, mau cất đi. Lô sườn xám này được may để nổi bật trang sức. Sườn xám và người mẫu đều phải đảm bảo không sai sót. Biết rồi. Này, tới lúc rồi.
Là anh. Sao anh lại ở đây, mà còn tự lái xe? Đi ngang còn đổi xe. Mặc kệ, ăn no rồi tính. Bà nội bảo gần đây, em không về nhà ăn cơm. Hết cách rồi, tháng sau có triển lãm trang sức, ai cũng bận đến mức đến không có thời gian mơ thấy. Em là phu nhân nhà họ Thời, không cần làm việc, hay là từ chức đi. Tại sao? Em thích cảm giác tự lực cánh sinh. Hứa Chi Vi, cô không cần tự lực cánh sinh. Tôi kể anh nghe một câu chuyện nhé. Trước kia có một cung nữ, cực kỳ thích ăn ngọt. Nhưng chỉ khi các nương nương ban thưởng mới được chia một viên đường. Sau này tiểu cung nữ trở thành quý phi, rồi thành hoàng hậu. Đợi rất lâu, mới được hoàng đế yêu thương. Nên cảm giác không cần nương tựa ai rất tuyệt. Em rất cảm kích anh. Vì đã cho em tự do, đã nhận quà, thì phải đáp trả lại. Trang sức Thời Thị tổ chức triển lãm trang sức ở khách sạn quốc tế Giang Thành. Nghe nói lần này sẽ triển lãm 5 món trang sức phỉ thúy. Tổng giám đốc Thời Thị, Thời Úc Châu cũng sẽ xuất hiện trong buổi tiệc này. Nhân viên phụ trách đèn đã vào vị trí, có thể mời người mẫu vào. Nhớ đi lối đi nhân viên, mang sườn xám trong phòng đến cánh gà. Sao hôm nay sếp Thời không dẫn phu nhân đến cùng vậy? Cô ấy đang bận. Alo, không hay rồi, trợ lý sườn xám có vấn đề rồi, cô mau đến cánh gà đi. Sao lại thế này? Rốt cuộc là ai làm? Tôi cũng không biết. Tôi mang ra đã thế rồi. Tôi nhớ, tối qua, sườn xám là do Hứa Chi Vi phụ trách. Tối qua, khi đóng thùng, tôi đã không có vấn đề. Đừng nói không có vấn đề. Bây giờ phải giải quyết sao đây? Chẳng lẽ bảo người mẫu mặc đồ thể thao để xuất hiện sao? Mà đại sư, hay là đi mượn chút quần áo? Bây giờ còn kịp. Mượn kiểu gì? Mỗi bộ sườn xám đều được may riêng theo trang sức được trưng bày. Đi đâu mượn đây? Thế thì phải làm sao? Tôi nhớ trong kho còn vài bộ sườn xám không họa tiết. Sao? Chẳng lẽ cô muốn thêu ngay tại chỗ sao? Có mực và bút, chẳng lẽ cô còn định về sao? Cô không có bản lĩnh đó thì đừng thêm loạn. Hết cách rồi đành vậy. Cứ làm theo lời cô ấy đi. Mau, mau đi giấy mực đi. Sẵn tiện vào trong kho lấy mấy bộ sườn xám không họa tiết đến đây đi. Ánh trăng trên hồ sen. Được rồi. Được, được, vẽ tốt lắm, dùng được. Mà đại sư, sắp đến giờ rồi, bảo toàn bộ người mẫu mau thay đồ, mực chưa khô, cẩn thận chút. Dòng chảy âm ỉ, ánh trăng trên hồ sen, làm nổi bật nhau. Sườn xám được vẽ tay ư, sáng tạo thật. Hoang mạc sương khói, mênh mông bao la, hoàng hôn óng ánh. Không hay rồi. Sườn xám cuối cùng, người mẫu mặc không vào. Tìm thêm một bộ trong kho đi, trong kho còn không mẫu dự phòng nữa. Làm sao đây, giờ còn bộ trang sức cuối cùng chưa xuất hiện. Gọi toàn bộ người mẫu đến thử đi, thử hết rồi. Đều không được. Mà đại sư, đừng sốt ruột, cô chỉ là cố vấn nghệ thuật. Sự cố hôm nay đều do người phụ trách dự án bảo quản không tốt, không liên quan gì đến cô. Đúng thế, không giống như ai đấy, chỉ có học vấn trung học gây họa thì không xử lý được. Nghe nói dây chuyền phỉ thúy cuối cùng là mẫu đặc biệt nhất tối nay. Giờ thành như vậy, quan hệ cỡ nào mới bảo vệ cô ta nổi. Mà đại sư, ông mang theo trang sức lên đó đi, chắc sẽ cứu vãn được. Nói không chừng, sếp Thời sẽ khen thưởng nữa. Ông nói đúng không? Hứa Chi Vi, đại gia của cô, chắc không bảo vệ cô được nữa. Nếu biết điều, thì mau cút đi. Dưới cái tổ bị lật chẳng còn gì nguyên vẹn, người nên cút là cô. Một đám ngu xuẩn,
tốt lắm. Vậy mấy người chờ chết cùng đi. Đi nào. Tôi có thể thử xem. Sếp Thời, xin chào. À, sếp Thời, lần trước Vivi quá bồng bột, tôi đã dạy dỗ nó rồi. Sếp Thời, cậu hãy rộng lượng, đừng tính toán với nó. Đúng vậy, sếp Thời, lần trước cũng do tôi sốt ruột. Lần này, tôi cố tình đến để xin lỗi anh. Ở nơi như thế mà không dẫn theo vợ. Xem ra sếp Thời đang bàn việc ly hôn thật. Cháu đang định. Chú Hai, chẳng lẽ cháu không đủ xinh đẹp sao? Sếp Thời, có thể ngồi cạnh anh không? Hoàng hôn cần chờ đợi, rượu ngon phải ủ lâu. Mọi người đừng sốt ruột nhé. Món trang sức cuối cùng của đêm nay cần mọi người chờ đợi. Đã có chuyện gì vậy? Sếp Thời, ở cánh gà đã gặp sự cố. Món trang sức cuối cùng có thể sẽ không trưng bày được. Cái gì? Anh vẫn không biết nhỉ? Con nhỏ Hứa Chi Vi đấy leo lên giường trợ lý của anh để trở thành người phụ trách dự án lần này. Kết quả không đủ năng lực, gây ra sự cố. Sếp Thời, anh tuyệt đối không thể tin lời người xấu được. Thưa các vị khách mời thân mến, đây là trang sức cuối cùng của đêm nay. Đây, Vivi, đây chẳng phải là đồng nghiệp của cháu sao? Hứa Chi Vi, đúng là mặt dày, mỹ nhân tựa ngọc, từ cổ chí kim. Toàn bộ tiêu điểm tập trung tại đây. Sếp Thời, cô ta không phải người mẫu chuyên nghiệp, đây cũng không phải quy trình của đêm nay. Tôi nghĩ là cô ta đã cắt váy của người mẫu, sau đó diễn màn kịch này. Đúng là màn kịch hay. Sếp Thời, anh không thể du di cho cô ta nữa. Cô ta làm như thế đúng là làm mất mặt Thời Thị. Mọi người có thể ra giá được rồi. Đúng là mất mặt. Mọi người, không có ai ra giá sao? 30 triệu. 50 triệu, sao có thể chứ? 80 triệu. 100 triệu, Sếp Thời ra giá 100 triệu. Sếp Thời, anh đột nhiên không nỡ món trang sức này à? Đúng là không nỡ, còn ai ra giá cao hơn 100 triệu không? 120 triệu. 125 triệu. 150 triệu. Tên phung phí này, đồ của bản thân, dành gì muốn mà phán dành? Sản cứ nói thẳng. Sếp Thời, anh như vậy hơi gian xảo đó, tôi không chịu nổi kế khích tướng đâu. 160 triệu. 200 triệu. Sếp Thời ra giá lên đến 200 triệu, ở đây còn ai ra giá cao hơn 200 triệu? 200 triệu lần 1. 200 triệu lần 2. 200 triệu. Lần 3 đấu giá thành công. Chúng ta chúc mừng sếp Thời đã mua được bảo vật quý giá. Hôm nay, phần đấu giá kết thúc tại đây. Chút nữa còn có tiệc tối, mời mọi người thưởng thức tiệc. Đừng gỡ ra nữa, 200 triệu đó, nếu bị hỏng, em đau lòng lắm, hãy bảo quản thật tốt vậy. Có thể mời em cùng uống rượu không? Bảo vật quý giá, chục trăm nghìn triệu. Chục triệu, trăm triệu. Mang lên đây đi. Mang gì? Không phải không uống rượu sao? Bà nội đe dọa anh, nói không thể bóc lột nhân viên, phải làm một ông chủ quan tâm nhân viên. Em ăn no rồi, em đi trả dây chuyền trước. Hứa Chi Vi, câu hỏi mà em hỏi anh suy nghĩ rồi, về việc em là ai của anh. Em là người gì quan trọng à? Nếu tò mò, anh có thể tự điều tra. Hay là anh thích em? Khó chịu vì không hiểu rõ em. Em là ai của anh, không quan trọng, anh cũng không hiểu rõ thật. Nhưng anh hơi thích em. Hứa Chi Vi, chúng ta có thể thử xem không? Thử cái gì? Thử xem có thể yêu nhau không? Đợi đã. Hứa Chi Vi, chúng ta kết hôn 5 năm rồi, 5 năm đấy không được tính. 5 năm trước, người đấy không phải tôi, sao mà được tính chứ? Với cả, lúc đấy, em hứa sẽ suy nghĩ. Hôm nay không phải mùng 1 hay 15. Không nên làm chuyện hòa hợp âm dương. Hứa Chi Vi, em là người thời xưa à? Anh đoán đúng rồi.
Ôi thật là... Chi Vi, anh nguyện chờ em, nói toàn bộ bí mật cho anh biết, chỉ là... phải trả lãi trước đã. Ôi, hai đứa tiếp tục đi. Bà, Úc Châu à, đừng bảo bà không giúp cháu. Bà đã tổ chức một buổi tiệc, vừa hay giới thiệu Chi Vi cho tất cả mọi người, để họ đều biết nhà họ Thời rất hòa thuận. Hứa Chi Vi thật sự. Tiệc của nhà họ Thời sao? Chú Hai, giúp cháu tìm thiệp mời đi. Tôi phải xem thử, sau khi bà Thời biết chuyện, cô sẽ chết kiểu gì. Mời hai vị vào trong. Chú Hai, khách sạn này xa hoa thật. Đương nhiên rồi, hôm nay nhà họ Thời đãi tiệc chiêu đãi hào môn của cả Giang Thành. Nghe nói tiệc hôm nay, lão phu nhân nhà họ Thời sẽ giới thiệu thiếu phu nhân cho hào môn Giang Thành đó, còn tặng dây chuyền phỉ thúy đấu giá được cho cô ấy. Hôm nay, chú Hai đã tốn rất nhiều công sức mới lấy được thiệp mời đó. Cháu tuyệt đối không thể làm loạn đâu. Không đâu, hôm nay cháu đến là để lật tẩy người phụ nữ đó. Nói không chừng, lão phu nhân còn sẽ cảm kích cháu vì đã nói sự thật, thăng chức, tăng lương cho chú Hai đó. Cháu dẹp bớt ý định đó đi. Yên tâm đi, chú Hai. Lão phu nhân ghét nhất là kẻ thứ ba chen chân. Cháu phải xem thử Hứa Chi Vi sẽ chết như thế nào. Dây chuyền vốn là của em, sao em phải về công ty sớm thế chứ? Theo quy trình, dây chuyền phải nộp cho công ty, sau đó do nơi đấu giá công chứng chuyển hàng cho chủ. Đây là quy định, không có quy định sẽ không ra thể thống. Em trả lại chưa? Chưa. Họ phải đi công tác gấp. Không nói nữa, hình như tôi đến nơi rồi. Hứa Chi Vi, cô dám xuất hiện ở đây sao? Cô còn dám đến? Sao tôi không dám? Mạnh mồm thật. Đừng tưởng cô lăn giường với đại gia là đổi đời được. Buổi tiệc hôm nay là lão phu nhân đích thân chuẩn bị cho Thời phu nhân. Loại tiểu tam phải giấu thân phận như cô cũng không sợ vấy bẩn mắt của mọi người sao? Người tình sao? Dám làm không dám nhận à? Hoặc là bây giờ cô quỳ xuống năn nỉ tôi, tôi sẽ tha cho cô. Nếu để Thời lão phu nhân nhìn thấy những bức ảnh này thì cô sẽ chụp đẹp đấy. Cô đúng là không biết xấu hổ. Chào mừng các vị đến bữa tiệc, xin hỏi có giấy mời không? Không có. Nói nửa ngày, ngay cả giấy mời cô cũng không có à? Cũng phải. Danh sách khách mời bữa tiệc hôm nay do Thời lão phu nhân đích thân kiểm tra. Mỗi một người đều có thân phận. Cô là thân phận gì? Thực tập sinh của Thời cổ truyền kim? Hay là hồ ly tinh không biết xấu hổ hả? Chỉ e có một số người không bước nổi qua cửa. Xin đợi lát tôi đi xác nhận. Hứa tiểu thư, sếp Thời bảo tôi đến đón cô. Tại sao chứ? Cô ta còn chẳng có giấy mời. Tại sao cô ta có thể vào trong? Dựa vào thân phận của tôi là kiểu có thể tham gia bữa tiệc. Hứa tiểu thư, xin cô đợi một lát, sếp Thời tạm thời có việc đến muộn. Không sao. Đồ quê mùa chưa nhìn qua thế giới, thật là mất mặt. Đặt đồ ngọt ở đây là để người ta ăn, bình thường mà, có gì phải mất mặt. Đồ ngọt là đồ ngọt, rất bình thường, nhưng người có đứng đắn hay không thì không chắc. Có vài người bản thân là bé ba, hồ ly tinh, dựa vào mối quan hệ mờ ám lẻn vào bữa tiệc cũng không có ý đồ xấu gì. Cô nói có phải không, đây là người thứ ba của ai? Nghe nói Thời lão phu nhân ghét nhất là tình nhân. Danh sách mời đến bữa tiệc tối nay được kiểm soát nghiêm ngặt, tất cả mọi người dẫn theo bạn nữ, chỉ được dẫn vợ chính thức. Vậy người này thật to gan. Hả, làm sao? Cô đã nếm ra chưa? Có phải đồ ngọt bình thường không? Đừng cho rằng cô trèo được lên giường của Thời Úc Châu là cô có thể kê cao. Thời Úc Châu tình nhân của sếp Thời. Tối nay bữa tiệc này là lão phu nhân tổ chức cho cháu dâu. Thế này có kịch hay để xem rồi. Sao phía trước lại náo nhiệt thế? Thời lão phu nhân đến rồi. Chi Vi, cháu đến sao không tìm bà? Bà đang đợi cháu đây. Cháu vốn định đi tìm bà, tình cơ gặp được đồng nghiệp giới thiệu món bánh ngọt cho cô ấy. Sao cô ta lại quen Thời lão phu nhân? Hừ,
Đến rồi là tốt. Đi. Chi Vi, bà. Có rất nhiều bạn bè. Muốn giới thiệu cho cháu làm quen. Vi Vi, cháu nói lão phu nhân ghét nhất là tình nhân cơ mà. Chú thấy cô gái này rất thân với lão phu nhân. À, mưu mô này. Còn lừa được cả lão phu nhân. Hay là chúng ta thôi đi. Chú hai, cô ta đã vào đến trong nhà rồi. Chú cho rằng qua hôm nay, cô ta sẽ bỏ qua cho chú cháu sao? Vậy chúng ta làm đã làm rồi. Khiến cô ta thân bại danh liệt trong một lần. Ảnh chụp đâu? Thời lão phu nhân, bà có biết người phụ nữ này, cô ta đã trèo lên giường của cháu trai bà không? Trời đất ơi! Cô ta không chỉ trèo lên giường cháu trai bà, còn làm hỏng buổi đấu giá của nhà họ Thời. Thời lão phu nhân, bà phải mở to mắt nhìn cho rõ. Lý nào lại vậy? Ảnh này là do cô chụp sao? Vâng lão phu nhân, tôi cũng vì giữ chọn mặt mũi của nhà họ Thời, cho nên mới tới đây vạch trần tội lỗi của người phụ nữ này. Cô, cái đồ bị ổi. Cô đừng có ăn nói bừa bãi. Thời lão phu nhân, bà chút giận lên người tôi là sao chứ? Ngủ với cháu trai bà không phải tôi. Người khiến nhà họ Thời mất hết danh dự cũng không phải tôi. Nếu bà không tin, tôi còn có rất nhiều bức ảnh đặc sắc. Tôi không ngại in chúng ra, để cho các khách mời ở đây thưởng thức. Vi Vi, câm mồm câm mồm. Bảo vệ đâu? Đuổi người đàn bà điên này ra ngoài cho tôi. Có cút thì cô ta phải cút trước ô. Bà đừng nóng giận, bình tĩnh đừng nóng. Cục diện này, nếu bây giờ cháu thanh minh sẽ trở thành chuyện cười trong giới. Chi bằng dứt khoát không thanh minh. Chi Vi à, nhưng nếu không thanh minh thì oan ức cho cháu quá. Không sao đâu bà, xem cháu đây. Cô không phải định nói ảnh đã qua Photoshop đấy chứ, cô đoán xem. Còn không ra tay. Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra. Bỏ tôi ra. Lẽ nào cô cho rằng con át chủ bài của tôi chỉ có mấy bức ảnh? Thời lão phu nhân, chính cô ta đã trộm dây chuyền phỉ thúy trong buổi đấu giá. Cô ta đã trộm dây chuyền phỉ thúy trong buổi đấu giá. Chào cô, chúng tôi là người của bộ phận giám sát thời cổ truyền kim. Chúng tôi nhận được đơn tố cáo của bộ phận đấu giá và bộ phận giao dịch rằng cô đã mang vật phẩm đấu giá rời vị trí, quá hạn chưa trả lại. Sáng sớm nay tôi đã đến công ty trả lại, nhưng toàn bộ phận bán đấu giá đi công tác, cho nên vậy xin hỏi, tối qua cô có vi phạm quy tắc mang vật phẩm đấu giá đi không? Phải. Hứa tiểu thư, theo quy định chúng tôi phải lấy lại dây chuyền. Được. Về việc cô vi phạm quy tắc, chúng tôi phải khấu trừ thành tích tháng này của cô. Việc này tôi có thể giải thích, gì mà rời vị trí sai quy định, không cần nói văn vẻ như vậy. Chính cô ta đã ăn trộm dây chuyền. Đây là dây chuyền của tôi, sao tôi phải trộm? Đây đúng là câu nói nực cười nhất tôi từng nghe trong năm. Dây chuyền là của Thời lão phu nhân, tặng cho thiếu phu nhân của nhà họ Thời. Cô cũng chỉ là một người mẫu đeo thử mà thôi. Trèo được lên giường của Thời Úc Châu một lần, cô tưởng mình là thiếu phu nhân nhà họ Thời thật à? Hứa Chi Vi, cô là thật sự không biết cái thân đê tiện của mình đáng mấy đồng sao? Tôi đáng mấy đồng không quan trọng, tôi đâu bị bảo vệ lôi đi. Đến nước này rồi cô còn dám mạnh miệng, vì sao tôi không dám? Bảo vệ, các anh muốn kéo người này đi mà nhỉ? Tôi nói cho cô biết, chuyện này sẽ không kết thúc như vậy đâu. Tôi đã báo cảnh sát rồi, cô đợi cảnh sát đến đi. Cô đợi mà ngồi tù đi. Thật sự muốn tống cô tình nhân này vào tù. Lần này nhà họ Thời không dễ thu dọn tàn cuộc rồi. Xếp Thời đến rồi. Không sao chứ? Không sao, đúng là không biết xấu hổ. Trước mặt mọi người lôi lôi kéo kéo với tình nhân. Nghe nói bữa tiệc này mời những cặp vợ chồng chính thức, mà nhà họ Thời lại để cho một cô tình nhân cưỡi lên mặt. Đúng là nực cười. Nếu tôi nhớ không nhầm, cô bị sa thải từ tháng trước rồi thì phải. Tất nhiên là do ban giám đốc công ty có mắt. Vi Vi, bớt nói vài câu đi. Anh ta là xếp Thời đấy. Cảnh sát sắp đến rồi. Chẳng lẽ xếp Thời sẽ bao che cho tên trộm này sao? Trước mặt nhiều người như vậy, nhà họ Thời còn cần mặt mũi hay không? Tôi không đánh phụ nữ, nhưng đừng để tôi còn nghe thấy hai từ tên trộm từ miệng cô. Nếu không... Đủ rồi, chú hai. Cháu điên rồi. Cháu điên thì đã sao? Cháu tốt nghiệp đại học xong vào Thời Thị, không dễ gì mới ngồi lên vị trí ngày hôm nay. Tại sao lại bị một chỉ có trình độ trung học đè lên đầu? Là cô ta đã trộm dây chuyền, là cô ta phá hỏng buổi bán đấu giá. Lẽ nào chỉ vì mua vui cho đàn ông là có thể xóa bỏ toàn bộ à? Dây chuyền này vốn là của cô ấy. Xin cho phép tôi được giới thiệu với mọi người, cô ấy tên Hứa Chi Vi là... Xin cho phép tôi được giới thiệu với mọi người, cô ấy tên Hứa Chi Vi là vợ hợp pháp của tôi. Không thể nào. Chắc chắn vì anh muốn bao che tên trộm, cho nên mới nói dối cô ta là vợ của anh. Thế nào? Chẳng lẽ còn cần tôi lấy giấy kết hôn ra cho cô xem? Lừa đảo, lừa đảo. Các người đều là kẻ lừa đảo.
đủ rồi. Chuyện đến nước này, cháu còn u mê không chịu tỉnh ngộ, chú hai bị cháu hại thảm rồi. Xếp thời, thời phu nhân, thời lão phu nhân. Nó điên rồi, nó không liên quan gì tới tôi, hôm nay, tôi bị nó lừa dối nên mới đến đây. Đều là kẻ lừa đảo. Cảnh sát sắp đến rồi. Đợi cảnh sát đến, sẽ bắt cô nhốt vào tù. Xếp thời, chuyện này, cảnh sát là do tôi gọi đến. Vương Vi Vi, Vương Đức Phúc, hai vị bị nghi ngờ chiếm đoạt tài sản công ty một cách phi pháp. Tôi đã giao chứng cứ cho bên cảnh sát rồi, tự mình giải thích với cảnh sát đi. Không thể nào. Bảo vệ dẫn họ đi. Thời phu nhân, nhảy một điệu nhảy với anh được không? Em không biết nhảy, anh dạy em. Hóa ra Hứa tiểu thư này chính là thời phu nhân. Hiếm khi lộ mặt của nhà họ Thời. Xem ra tình cảm của bọn họ rất tốt. Đúng vậy, bọn họ đâu có như lời đồn nói. Ơ, Vũ Đồng, bác, không phải cháu ra nước ngoài du học rồi sao? Sao lại ở đây? Cháu quen được một người bạn ở nước ngoài, anh ta rất hứng thú với thiết kế trang sức nên cháu dẫn anh ta đến mở mang tầm mắt. Cháu đừng có gây chuyện ở đây, bác yên tâm đi. Hứa Chi Vi, cô hại tôi thân bại danh liệt, hại nhà họ Phan không thể sống ở Giang Thành. Hôm nay tôi sẽ tặng cô một phần quà lớn. Em đang nhìn gì thế? Nhìn anh cũng khá đẹp trai, cho nên em đã suy nghĩ, chúng ta quay lại đi. Đi đâu thế? Về nhà. Tình yêu đích thực trở lại, tôi phải xem. Vị trí thời phu nhân này của cô còn ngồi được bao lâu? Tường lạnh lắm. Đợi một chút. Đây là đơn ly hôn. Đơn thỏa thuận ly hôn. Anh không là định bỏ em trước đấy chứ? Em còn chưa kiếm đủ tiền, căn nhà này của anh quá đắt. Em sẽ chết đói mất. Ngốc. Em đợi anh. Không được, quá nhanh rồi. Em đi đâu thế? Em hơi nóng. Đi hóng gió. Còn có tâm tư hóng gió, có phải? Anh không đủ đẹp trai. Người này cầm tinh con cáo à? Lúc trước anh đâu có mặt dày như vậy. Bị em phát hiện ra rồi. Thời Úc Châu. Sao em không gọi anh là phu quân? Em. Không sao. Em thích gọi anh là gì cũng được. Hứa Chi Vi, hay em cứ gọi anh là phu quân đi, anh thích nghe. Đêm trăng tròn hoa thắm, cho phép mỹ nhân đến chính cung thị tẩm. Ái phi làm gì đây? Đêm nay là đêm tân hôn của thần thiếp. Thần thiếp muốn thắp một đôi nến long phượng. Nguyện kiếp này được cùng điện hạ ân ái không rời. Chỉ có kiếp này, không có kiếp sau sao? Thần thiếp không tin có kiếp sau, đồ ngốc. Mỗi người đều có kiếp sau. Trẫm không muốn nàng làm chim trong lồng. Nếu có kiếp sau, nàng hãy hướng về phía trước, đến nơi mình muốn đến. Tiến về phía trước đi đâu? Dậy rồi à?
Vậy thì dậy thôi, bà đã nấu xong bữa sáng rồi, đợi chúng ta xuống. Tiến về phía trước. Thiếu phu nhân, hôm qua giường của cô chưa được sử dụng, hôm nay chắc không cần dọn dẹp đúng không? Không cần. Tốt tốt tốt, như vậy từ đầu không phải tốt hơn sao? Nói không chừng chất của bà đã chạy khắp nhà rồi. À phải rồi, nhưng mà bây giờ cũng không muộn, các cháu phải tranh thủ ở chung với nhau nhiều hơn. Thân thiết ngọt ngào, đứa trẻ sinh ra mới càng thông minh. Cháu ăn no rồi, cháu đi làm trước. Mọi người từ từ dùng bữa, bà. Được rồi. Không giục cháu, không giục cháu. À đúng rồi, bà được mời dự buổi gặp mặt trong giới vào cuối tuần này. Bà ấy à, bà già này cũng không tham gia cuộc vui nữa. Các cháu có thể đi chơi. Toàn là người trẻ tuổi, có ăn có chơi có chỗ ở. Buổi tối cũng không nhất thiết phải về nhà. Tôi đã cho cô cơ hội rồi, còn cô có thể níu giữ thời Úc Trà vào nhà giàu hay không? Phải xem bản lĩnh của cô rồi. Xếp thời, thời phu nhân. Chúng tôi sắp xếp cho anh ở tầng 8 khách sạn, mời đi bên này. Cô làm ăn kiểu gì vậy? Khách phản ánh quét dọn đến một nửa, giữa chừng rời đi. Cô có ý gì? Không hài lòng hất mặt cho khách xem. Hôm nay toàn khách quý tới đây. Bây giờ cô lập tức đi, xin lỗi nhận tội với khách, làm tốt công việc, nhưng quản lý. Lúc nãy khách ở phòng 308 đã động tay động chân với tôi, sao cô còn muốn đi báo cảnh sát phải không? Cô đi đi, bây giờ lập tức đi viết đơn từ chức. Xin lỗi, tôi sẽ đi ngay. À, xin lỗi, tôi không cố ý. Lương Uyển Nhi, sao cô lại ở đây? Hai chúng ta sẽ làm tỉ muội tốt cả đời. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Dựa vào đâu cô bay lên cành cao, còn ta chỉ có thể làm nô tỳ của cô. Là cô ta. Không phải cô ra nước ngoài rồi sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Tôi về nước chưa bao lâu, bây giờ ở đây làm lao công. Úc Châu, chúng ta đã là người của hai thế giới rồi. Anh cứ coi như hôm nay anh chưa từng gặp tôi. Uyển Nhi, còn có chuyện này, hay anh đuổi theo cô ấy đi. Em ở đây đợi. Hay anh đuổi theo cô ấy đi. Em ở đây đợi anh. Không cần. Đi thôi. Ồ, đây là hồ bơi hả? Alo, xếp thời, cha được rồi. 2 năm sau khi cô Lương ra nước ngoài, nhà họ Lương bị phá sản vì kinh doanh bất lương. Sau đó, có vẻ cô Lương vẫn luôn ở nước ngoài, cho đến tháng trước mới về, biết rồi. Cô ta tên Lương Uyển Nhi. 5 năm trước, bọn anh từng yêu nhau, nhưng lúc đó, bà nội anh và bố anh không đồng ý. Cô ta chủ động chia tay, sau đó cô ta ra nước ngoài du học. Anh kế thừa gia nghiệp, nói một hồi, hóa ra anh bị đá. Lúc đó anh thật sự không cam tâm. Nhưng bây giờ đã qua rất lâu rồi, anh đã buông bỏ từ lâu. Từ xưa đa tình luôn đau thương. Nghĩ thoáng ra, em không giận sao, sao em lại giận? Mỗi người đều có quá khứ, em hiểu, yên tâm. Hứa Chi Vi, ở thời đại của mình, đàn ông còn có tam thê tứ thiếp, đây có là gì đâu. Vì mình không giận, nên anh ấy giận. Cái quái gì thế, thiếu phu nhân? Hoạt động buổi tối ở đây là tiệc bể bơi. Áo bơi của cô đã chuẩn bị xong. Cô xem bây giờ thay, hay là sau bữa tối. Áo bơi là gì? Đây là cái quái gì? Áo bikini. Lão phu nhân chuẩn bị cho cô đấy. Đạo đức suy đồi. Thiếu phu nhân, sắp đến giờ rồi, cô hãy mau đi thay đồ. Đừng xấu hổ. Láo xược. Bổn cung sao có thể mặc quần áo thiếu phu nhân của tôi ơi. Ở tiệc bể bơi, mọi người đều mặc như vậy. Hơn nữa, cô có dáng người đẹp như vậy. Cô sợ cái gì? Láo xược. Bổn cung không đồng ý. Thiếu phu nhân, được rồi, lui xuống đi. Vâng. Sao sợ rồi à? Ai sợ, ai không dám mặc áo bơi. Bổn cung sao có thể là hạng người nhát gan vô dụng. Tóm lại, anh ra ngoài đi, em tự xuống dưới. Được, vậy anh đợi em ở hồ bơi. Thời phu nhân. Thời đại đã khác. Hứa Chi Vi nhìn về phía trước, thích nghi để sinh tồn. Ông trời ơi, liệt tổ liệt tông, mảnh vải này còn hở hang hơn cả yếm. Đi thật rồi à? Cô hứa,
cô. Anh Thời nói tôi đến đón cô. Đã lâu tôi không gặp Úc Châu, lúc nãy hơi mất lịch sự để cô Hứa chê cười rồi. Không sao, tôi cười rồi quên ngay, cô Hứa thật tốt tính. Đúng rồi, Úc Châu vẫn chưa nói với cô Hứa về tôi nhỉ, tôi và Úc Châu là bạn thời đại học, từng là mối tình đầu. Trước kia tình cảm của chúng tôi rất tốt, nhưng bị bố Úc Châu phản đối, mới bị buộc phải chia tay. Sau này bố của Úc Châu đã qua đời. Tôi vốn cho rằng Úc Châu sẽ bất chấp tất cả để tìm tôi, nhưng không ngờ anh ấy bị người ta bỏ thuốc. Sau đó anh ấy bị lừa vào chồng, còn bị buộc phải cưới người đó. À, ông trời thật bất công, đáng tiếc thật. Tôi không cảm thấy ông trời bất công, mà là có kẻ ác độc chen chân vào. Mỗi một kẻ thứ ba xen vào tình cảm của người khác đều đáng bị nuốt cả nghìn cây kim bạc, không được chết tử tế. Cô nói có phải không? Cô Hứa. Cô biết vì sao tới hôm nay mới ra tay không? Ta muốn khiến cô mọi nỗ lực đều thành công cốc. Cô hãy xuống dưới đó mà làm hoàng hậu của cô đi. Nhưng cô cũng không cần phải sợ. Úc Châu rất hiền, có lẽ sẽ cho cô một kết cục khá tốt. Đi theo tôi đi, cô Hứa. Đồ cô trộm, cất trong túi cũng không ngủ yên được. Thời phu nhân, cô nói xem Úc Châu sẽ cứu cô hay là cứu tôi? Cô nói xem Úc Châu sẽ cứu cô hay là cứu tôi? Nương nương, đêm khuya rồi nên nghỉ ngơi rồi. Ngươi nói tối nay bệ hạ có đến không? Nương nương, hôm nay là ngày con gái, đại tướng quân nhập cung, chỉ sợ tối nay bệ hạ sẽ không đến cung của chúng ta. Nhưng nương nương yên tâm, bệ hạ nể mặt đại tướng quân nên mới nạp cô ta, trong tim bệ hạ là nương nương, có cần đi hỏi một tiếng không? Nương nương, đúng vậy, hình như ta chỉ có thể đợi bệ hạ. Ái phi. Bệ hạ, tối qua cha của thần thiếp sai người tặng một ít bánh ngọt ở biên quan, cha nói nếu thần thiếp được thưởng thức cùng hoàng thượng, ông ấy giữ thành ở biên quan cũng cam tâm tình nguyện hơn. Ái phi, bệ hạ đã không có thời gian, thần thiếp xin cáo lui. Chỉ có thể đợi mãi cho đến khi được chọn. Dựa vào đâu là tôi được lựa chọn? Chi Vi, em thế nào rồi? Em không sao, nhưng hình như cô ta có sao. Mau, mau gọi xe cấp cứu, ai biết hô hấp nhân tạo. Người đâu, giúp tôi xoa gân tay của cô ta. Tức là xoa từ trên xuống dưới cánh tay. Thương Hàn Tạp bệnh luận nói, nếu bị nghẹt thở, một người xoa gân tay có dỗ ích, một người dùng tay ấn lên ngực, vận động, đồng thời ấn vào bụng, như vậy một luồng hơi thoát ra từ miệng. Tỉnh dậy rồi, cô ấy tỉnh dậy rồi. Gọi xe cấp cứu. Vâng. Khu nghỉ dưỡng Đình Vân, có người đuối nước, xin đưa xe cấp cứu tới. Úc Châu, em cứ tưởng em sẽ không gặp lại anh nữa, xin anh cứu em, cô ta muốn giết em. Cô ta thật sự muốn giết em, lúc nãy chính cô ta đẩy em xuống nước, em chưa bao giờ muốn phá hoại hai người. Mặc dù anh là mối tình đầu của em, nhưng đó là chuyện rất lâu rồi. Bây giờ em chỉ muốn yên ổn sống qua ngày. Nhưng người vợ của anh, lúc nãy cô ta chửi em là hồ ly tinh, cô ta đẩy em xuống nước. Ô hô, hai người này là ai? Hình như thời Úc Châu tổng giám đốc thời thị và vợ anh ta thời gian trước vừa có tin đồn, nói là hôn nhân hợp đồng, mối tình đầu và người hiện tại đánh nhau. Lần này có kịch hay xem rồi. Úc Châu, anh nhất định phải cứu em. Chi Vi, im lặng đã. Sao tôi phải đẩy cô xuống nước? Đương nhiên là cô sợ tôi và Úc Châu ôn lại tình cũ, lo sợ vị trí phu nhân của cô không được yên ổn. Vậy vì sao cô đến phòng tìm tôi, còn giả vờ chuyển lời của chồng tôi? Tôi không có. Cô ta đang nói dối, lúc nãy tôi gặp cô ta ở đầu cầu thang. Cô ta nói không biết đường, nói tôi dẫn cô ta đến hồ bơi, hồ bơi ngay dưới cửa sổ phòng tôi, còn cần cô dẫn đi sao? Tôi sao tôi biết được? Rõ ràng là cô tính kỹ rồi, muốn hại tôi. Tính kỹ để cô ở trước mặt bao nhiêu người diễn kịch. Tôi, Úc Châu, em và anh từng thật lòng yêu nhau, anh và cô ta chỉ là hôn nhân hợp đồng. Anh tin cô ta hay là tin em, chi bằng xem camera, xem là biết ngay. Chỗ đó là điểm mù của camera, e là không có chứng cứ. Thật ngại quá, camera không có, nhân chứng thì có. Xin lỗi, lúc nãy cấp bách, chỉ có thể dùng cách này làm cô. Tôi có thể làm chứng, lúc nãy là cô gái này tự nhảy xuống nước,
Hơn nữa trước khi rơi xuống nước, cô ta còn kéo theo cô. Cô ta đang vu oan, giá họa. Không, hai người chắc chắn là cùng một bọn. Các người muốn hại tôi, tôi không quen cô ấy. Vì sao lại giúp cô ấy làm chứng? Sao, quỷ kế bị vạch trần, nóng ruột à? Cô, tôi có thể chứng minh là cô ta tự nhảy xuống nước. Tôi cũng có thể làm chứng, tôi cũng có thể. Sao có thể? Sao có thể như vậy? Cô tưởng tôi không hề đề phòng thật sao? Mời cô hứa. Á, à, cái cô kia, sao cô lại đề phòng trước được chứ? Không đề phòng người khác, nhưng với cô, chắc chắn không được. Cảm ơn nhé. Không sao, diệt gian trừ ác. Tôi ghét nhất loại mặt dày, còn mưu tính trèo lên cao. Hóa ra là trà xanh à? Mấy năm nay trà xanh còn có cưỡi lên đầu vợ chính thức rồi, thật hiểm ác. Suýt thì bị cô ta lợi dụng, đúng ghê tởm. Úc Châu, có phải anh cũng không tin em? Gọi người tới xử lý hồ bơi đi. Vâng. Úc Châu, em là Uyển Nhi. Trước kia chúng ta đã nói sẽ mãi mãi ở bên nhau. Vì sao anh thả tin cô ta? Cũng không muốn tin em. Lương Uyển Nhi, chúng ta đã chia tay lâu rồi, đã không còn quan hệ gì lâu rồi. Đừng ép tôi báo cảnh sát, đi. Xe cấp cứu đến rồi, cô Lương. Cô còn cần không? Nếu không cần, cô có thể đi kết toán lương. Cô bị sa thải. Tôi đã nói với cô từ trước, người phụ nữ đó không dễ đối phó rồi nhỉ. Ngày mai ở khu nghỉ dưỡng sẽ có một nhạc hội. Chỉ cần cô sẵn lòng, công bố cái này cho mọi người. Tôi bảo đảm tất cả mọi người đều sẽ biết bộ mặt thật của người phụ nữ đó. Ngoài ra, tôi còn cho cô thêm 5 triệu. Sao? Đây là cuộc mua bán rất có lợi phải không? Chúng ta mãi mãi là tỷ muội tốt. Trẫm thích nàng, khác với người khác. Mình thật sự xuyên tới 1.800 năm sau rồi sao? Hay mình đã chết rồi? Đây chỉ là một giấc mơ của mình. Chi Vi, xin lỗi, lần này là anh không bảo vệ được em, nhưng anh đảm bảo sẽ không có lần sau. Đừng buồn. Là thật, không phải mơ. Nếu em giận thật, em hãy giận. Sao em lại giận? Chỉ là lúc nãy em có chút nghĩ không ra. Em quyết định không nghĩ nữa. Em không giận sao? Vì hành vi cá nhân của Lương Uyển Nhi lại giận lây cho anh, chẳng phải mắc bẫy cô ta rồi sao? Chỉ là em lại cảm thấy cảm giác đầu đá giữa nhiều phụ nữ thế này lâu lắm rồi mới có. Còn buồn ngủ. Xét thời, đã điều tra rõ, mấy hôm trước Lương Uyển Nhi mới vào làm ở khu nghỉ dưỡng, trước kia luôn ở nước ngoài. Hơn nữa, gần đây dường như cô ta liên hệ mật thiết với Phan Vũ Đồng. Phan Vũ Đồng, vâng, trước kia chúng ta loại bỏ tất cả mối làm ăn nhà họ Phan ra khỏi sản nghiệp nhà họ Thời. Nhưng, nhà họ Phan vẫn còn vài cửa hàng ở Giang Thành. Hơn nữa hôm nay, hình như Phan Vũ Đồng cũng đến. Không biết cô ta có. Tôi biết rồi. Úc Châu, hình như em chưa nói với anh. Em từng được Phan Vũ Đồng đưa cho một thứ. Thứ gì? Úc Châu, nếu anh không còn yêu em, vậy thì đừng trách em vô tình. Cô là bạn gái của Từ Tử Phong, biết mình phải làm gì chứ? Biết, bỏ thuốc cho người đàn ông tên Thời Úc Châu, sau đó quấn lấy anh ta, sau chuyện sẽ cho cô 100.000. Nhưng tôi thật sự rất tò mò. Một sinh viên của đại học nổi tiếng như cô cũng không phải gái của khách sạn, vì sao lại đồng ý làm vụ mua bán này? Bởi vì mẹ của Tử Phong bị bệnh, cần tiền thuốc. Cô đúng là kẻ ngu dần cực kỳ. Tối hôm nay anh ta sẽ đến quán bar này, cô chỉ có một cơ hội. Thế nào? Có phải chân tướng rất thú vị không? Là cô, vì anh che giấu gia thế của anh, đương nhiên tôi phải nghĩ cách đá anh. Nực cười là anh lại cho rằng tôi có nỗi khổ dây dưa với tôi mãi. Nếu tôi không nghĩ cách ngăn chặn anh hoàn toàn, anh đuổi theo ra nước ngoài, vậy thì chẳng phải sẽ phá hoại chuyện tốt của tôi và chồng chưa cưới sao? Nói cho cùng cũng tại anh ngu xuẩn. Nếu anh nói sớm cho tôi biết anh là người thừa kế nhà họ Thời, sao tôi lại chia tay với anh? Lương Uyển Nhi, anh tức giận với tôi làm gì? Thuốc cũng không phải tôi bỏ. 100.000 tệ chắc là tiêu hết rồi nhỉ? Thời phu nhân, mẹ anh bệnh rồi, bây giờ đang ở bệnh viện, nhưng anh không có tiền. Em đi mượn tiền cho anh ngay. Muộn rồi Chi Vi, ở đây có việc, một đêm kiếm được 100.000. Không, sao mà được. Chi Vi, anh cầu xin em, bây giờ mẹ anh đang ở bệnh viện. Anh xin em đấy Chi Vi, bây giờ chỉ có em mới cứu được anh. Chi Vi, Tử Phong, Từ Tử Phong, xem ra lời đồn là thật. Thiếu phu nhân nhà họ Thời năm xưa dùng thủ đoạn này.
Anh Úc Châu, bây giờ anh biết ban đầu em muốn tốt cho ai chưa? Anh vẫn chưa biết Từ Tử Phong là ai đúng không? Cô ta vì Từ Tử Phong mới trèo lên giường anh. Từ đầu đến cuối, anh chỉ là bước đệm của cô ta mà thôi. Im miệng, tại sao tôi phải im? Thời Úc Châu, sao anh thả tin cô ta, chứ không tin em? Em sẽ cho anh biết con đàn bà này khốn nạn cỡ nào. Cô dám sỉ nhục vợ tôi nữa, là tôi không khách sáo với cô đâu. Chi Vi Phong, anh đi đâu thế? Sao lại thôi học? Đi đâu à? Đi trốn nợ, không rảnh nói nhiều. Tránh ra. Mẹ anh bị bệnh mà, 100.000 thì sao? Tôi lừa cô đấy. Mẹ tôi đang khỏe lắm, không đoàn mệnh. Như mẹ cô đâu? Từ Tử Phong, cút đi, tôi muốn đá thứ rẻ rách như cô lâu rồi. Phiền chết đi được. Alo, chúng ta cưới đi, 1 triệu, 5 năm, không làm phiền nhau nữa, được. Em dậy rồi. Lúc nãy em Úc Châu, cháu ở ngoài kia ầm ĩ lên rồi, nhà báo đang tìm hai đứa đấy, hai đứa mau cho trợ lý phủ nhận quan hệ với Chi Vi, báo cảnh sát ngay. Úc Châu, cho dù thế nào cháu và Chi Vi về nhà đã, chúng ta tính kế lâu dài. Cháu biết rồi, bà nội. Chi Vi, em nghỉ ngơi đi. Anh sẽ nghe em giải thích chứ, em không phải là Hứa Chi, không phải là Hứa Chi Vi, em đến từ Cửu Chỉ Quốc vào 1800 năm trước, em bị ám sát trong lễ phong hậu, không biết vì sao em lại ở trong thân xác Hứa Chi Vi. Sao thế? Mượn xác trả hồn. Tập đoàn Thời Thị bị lộ, lung sung chuyện tình cảm, giá cổ phiếu đang rớt thê thảm. Chủ tịch Thời Úc Châu tạm chưa có bất kỳ phản ứng nào. Anh Thời, cho hỏi có video lung sung chuyện tình cảm, video đó là thật sao? Anh có ly hôn không? Anh có báo cảnh sát không? Anh Thời, anh Thời, chúng tôi là nhà báo. Úc Châu, cô còn dám về đây? Cô thấy cô hại nhà họ Thời chưa đủ sao? Anh, con đàn bà này hại anh như thế, sao anh còn bảo vệ chị ta? Cút. Em đừng quan tâm chuyện ngoài kia, nghỉ ngơi đi. Không phải đến công ty, anh đã bảo trợ lý giúp em làm thủ tục từ chức rồi. Ngày mai anh sẽ mời chuyên gia khoa thần kinh đến. Anh vẫn không tin em đúng không? Chi Vi, em không muốn bị nhốt trong lồng. 1800 năm trước, đến chết em cũng không thoát được. Úc Châu, thời đại này như giấc mơ của em. Em rất muốn bay ra ngoài. Tin tức mới nhất theo người liên quan tiết lộ, người đang có lùng xùm, chủ tịch Thời Thị, Thời Úc Châu, đang làm thủ tục ly hôn với vợ. Giấc mơ hào môn của cô bé lọ lem tan vỡ. Hôm nay, chúng tôi đã đến công ty mà Hứa phu nhân đang làm việc, thời cổ truyền kim, nhưng cửa công ty vẫn đóng chặt. Được biết, Hứa phu nhân đã làm thủ tục từ chức. Anh đoán không sai, mấy nhà báo đó đã đến thời cổ truyền kim, nhưng công cốc. Cô ấy thế nào? Phu nhân đã thuê nhà và tìm vài công việc, xem như yên ổn rồi. Xếp Thời, thực ra, anh cho phu nhân ra nước ngoài cũng được. Đâu cần phải đến mức ly hôn. Cô ấy muốn tự do, thứ tôi cho cô ấy được chỉ có quyền lựa chọn tự do thôi. Lỡ như phu nhân bị cư mất, chủ yếu là các cô gái trẻ, ở một mình không an toàn. Sao anh đến đây? Anh đến đưa đồ ăn cho em. Nhưng em mới ra ngoài, ăn no rồi, ra ngoài. Đúng, lúc nãy đi mua đồ dùng em ăn luôn. Thời đại các anh, có nhiều đồ ăn ngon. Thực ra cũng không kém hơn ngự chủ trong cung, hơn nữa được ăn giữa phố xá đông người, không bị ai chê cười cả. Anh vẫn không tin em, muốn đưa em đi khám bác sĩ đúng không? Chỉ cần là em nói thì anh tin. Chỉ là anh vẫn chưa chấp nhận được. Vì sao? Rốt cuộc hôm nay anh, thứ quý giá nhất không ở nhà, nên không yên lòng. Phải đến để giữ. Đồ ăn vặt trong tủ lạnh, nhớ ăn sáng. Ủa, sao hỏng rồi?
G400, chúc mừng cô có thai rồi. Tôi có thai rồi, đúng thế, mới có thôi. Cô có định giữ đứa bé không? Có. Sao lại không? Alo, cô Hứa đúng không? Chúc mừng cô đã vượt qua vòng phỏng vấn, hôm nay cô có thể đi làm được rồi. Được, cảm ơn. Thôi vậy, để nói sau. Vốn dĩ chúng tôi không tuyển người tốt nghiệp cấp 3, nhưng kiến thức về trang sức của cô quá vững. Nên quản lý nói, cho cô thử việc trước. Hôm nay cô đến quầy ngọc trai của tôi làm thử đi. Vâng. Đây là thiếu phu nhân nhà họ Thời mà. Sao lại bần đến mức đi làm nhân viên bán hàng vậy? Sống bằng sức mình sao lại gọi là bần? Đúng là đến chết vẫn cứng miệng. Nếu cô không có nhu cầu mua thì để yên cho tôi làm việc. Đây là thái độ phục vụ của chị à? Quản lý? Quản lý đâu? Chuyện gì thế? Nhân viên các cô có thái độ lòi lõm với khách. Tôi muốn tố cáo chị ta. Cô gái này có thủ với tôi, không phải khách. Sao tôi không phải khách? Hôm nay tôi không chỉ mua đồ ở đây mà còn muốn chị ta phục vụ tôi nữa. Hứa Chi Vi, có chuyện gì thế? Mau rót trà cho khách quý đi. Cô Phan, cô Lương, cho hỏi hai cô muốn mua mẫu nào? Hay là giá cả của quầy tôi không hợp lý lắm, giá bên kia sẽ thân thiện hơn? Chị đang ám chỉ tôi không mua nổi hả? Không có. Cô Lương muốn xem mẫu nào? Tôi lấy mẫu này. Vâng. Tổng cộng 2 triệu 3. Cảm ơn cô Phan ghé thăm. Tôi không xách nổi cái túi này, đơn hàng 2 triệu. Thì chắc các cô có gửi tận nhà nhỉ? Đương nhiên là được, chúng tôi có người chuyên. À, không cần. Tôi muốn chị ta đích thân đưa cho tôi. Được thôi. Xin lỗi nhé. Tôi say xe nên làm phiền chị vất vả. Đi bộ về nhà với tôi nhé. Đi hướng này. Alo. Không phải anh, đang tìm Hứa Chi Vi à? Tôi có thể cho anh biết. Cô ta đang ở đâu? Chị chưa biết đúng không? Bác tôi đã sắp xếp cho anh Úc Châu đi xem mắt rồi. Đối tượng xem mắt toàn là con gái nhà giàu. Không như chị, chỉ là một con nhà quê chân còn phèn. Nghe nói đêm qua anh ấy không về, chắc là chơi thâu đêm với cô gái nào rồi. Thứ quý giá nhất không có ở nhà, không yên lòng nổi, nên anh phải đến giữ. Nhưng mà chị cũng đừng buồn quá. Dù sao chị và anh Úc Châu không còn là gì của nhau nữa. Cho dù chị có chết, anh ấy cũng không quan tâm. Ôi, tiếc quá. Nhưng mấy cái túi bẩn hết rồi. Tôi sẽ tố cáo chị. Tiền làm sạch sẽ tính vào lương chị nhỉ? Bây giờ tôi học cầm kỳ thi họa rồi, sao còn học võ làm gì? Trong cung làm gì có ai dám đánh người? Chẳng lẽ người muốn theo bệ hạ đi trấn thủ biên cương sao? Sống trên đời có lúc lời nói không xả được cơn giận. Ta học võ là để trị kẻ ác. Cô định làm gì? Có ai không? Tôi báo cảnh sát. Tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Mới mang thai, không được vận động mạnh. Thanh niên các cô bừa bãi quá. Vâng vâng vâng. Tôi sai rồi. Biết sai có ích gì. Đi đi. Đi siêu âm mau. Chồng cô không đến với cô sao? Anh ấy đang bận. Bận cũng phải rảnh. Lần này là may mắn thôi. Hành lang có nước. Cẩn thận. Vâng vâng. Hứa Chi Vi. Cái tên nghe quen quá. Alo, sếp Thời, bệnh viện Nhân Ái gọi điện, bảo phu nhân đang ở bệnh viện. Bệnh viện, có chuyện gì, hủy bỏ các cuộc họp chiều nay. Siêu âm là cái gì? Phải đi hỏi mới được. Lâu rồi không gặp em yêu. Chào anh, bác sĩ hội chẩn đâu? Sao tôi gọi không được? Xin lỗi anh, bây giờ đang giờ nghỉ trưa. Bác sĩ Trương đang ngủ trưa, nên chắc không nghe máy. Cho hỏi sáng nay, có cô gái nào tên Hứa Chi Vi đến đây không? Xin lỗi anh, tôi không rõ lắm. Lúc nãy ở nhà gọi, nói sáng nay thiếu phu nhân đánh nhau với Phan Vũ Đồng. Phan Vũ Đồng bị gãy cả tay. Sáng nay,
cấp cứu bệnh viện không có, bệnh nhân nữ. Hứa Chi Vi, em còn biết nghe máy hả? Xin lỗi. Có vẻ Vi Vi không tiện nghe máy lắm. Anh là ai? Hứa Chi Vi đâu? Anh làm gì cô ấy rồi? Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là, nếu anh đủ thành tâm, thì Hứa Chi Vi sẽ chịu nghe máy anh. Anh muốn bao nhiêu? 800 triệu. Tiền mặt. Tôi cho anh 3 tiếng đồng hồ. Được. Chốt giá. Em yêu. Dậy rồi à? Ngồi im. Bây giờ em đang có thai, phải cẩn thận. Không đúng. Anh nhớ ra một chuyện. Đứa bé này không phải của anh. Thứ con hoang. Có 800 triệu rồi. Khi nào giao dịch? Ngã tư cao tốc, phía bắc thành phố. Có một nhà kho. Tôi chỉ đợi anh nửa tiếng. Một mình anh đến. Cho vợ tôi nghe máy đi. Nếu không đừng hòng lấy được đồng nào. Được thôi. Thời Úc Châu, người bắt cóc em là bạn trai cũ của Hứa Chi Vi, Từ Tử Phong. Thứ ăn cây táo rào cây sung. Không ngờ cô cũng thủ đoạn quá. Thảo nào thời Úc Châu tiêu tiền cho cô mà không thèm chớp mắt. Thảo nào trước kia cô rời xa tôi. Cô đúng là thứ lẳng lơ. Bẩm sinh. Cô nghĩ cô chạy được à? Xếp vào trong vali. Xếp thời, xong rồi. What? Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang bận. Cô không nghĩ rằng tôi sẽ nói địa chỉ thật sự với anh ta đến thời Úc Châu sẽ báo cảnh sát. Sao tôi nói được chứ? Tôi đâu có ngốc. Đây không phải phía bắc thành phố, đây là phía nam thành phố. Dù tôi có chặt xác cô ra, thời Úc Châu cũng không tìm thấy. Từ Tử Phong, chúng ta nói trước rồi đấy. Tôi chỉ nhắc anh thôi. Anh muốn làm gì chị ta? Và đòi bao nhiêu tiền? Không liên quan gì tới bọn tôi. Cô sợ bị liên lụy như thế, còn tới đây làm gì? Đương nhiên là để đáp lễ. Hứa Chi Vi, chị ăn gan hùm mật gấu hay gì mà dám đánh tôi? Xem ra tôi vẫn nhẹ tay quá. Chị... Khoan đã. Chưa hết tình cũ à? Đương nhiên không phải. Dù gì bây giờ cô ta đang mang thai, lỡ giết người thì không đổi tiền được đâu. Mang thai? Con của ai? Cô biết rõ còn hỏi. Đương nhiên là của anh Úc Châu của cô rồi. Chị cũng xứng à? Như vậy cũng sẽ chết người đấy. Từ Tử Phong, anh cố ý cản trở tôi đúng không? Rõ ràng là cô có vấn đề với tiền thì có. Gương mặt của cô ta cũng đẹp thật đấy. Chẳng trách Úc Châu sẽ thích. Gương mặt của chị ta cuốn hút thật. Có điều, nếu không có gương mặt quyến rũ này, tôi xem nào. Bắt chị ta lại. Chạy đi. Chị chạy tiếp đi. Có giỏi thì chị nhảy xuống đây đi. Chết cùng với đứa con hoang trong bụng chị. Hứa Chi Vi, tôi rất ghét ánh mắt này của chị. Từ Tử Phong, tôi cho anh thêm 5 triệu, giữ chị ta lại. Hôm nay, tôi phải hủy hoại mặt của chị ta. Cô báo cảnh sát khi nào? Anh phí lời với chị ta làm gì? Từ Tử Phong, tôi không phải Hứa Chi Vi. Hứa Chi Vi chết lâu rồi. Cô có ý gì? Hứa Chi Vi vì anh, có thể hiến cả cơ thể mình. Cô ấy yêu anh như vậy, đâu thể cắt liên lạc với anh. Thời Úc Châu, biết rõ mình bị bỏ thuốc, sao lại kết hôn với tôi được? Tôi không phải Hứa Chi Vi. Hứa Chi Vi chết lâu rồi, đúng. Cô nói đúng, Vi Vi luôn rất yêu tôi, sẽ không phản bội tôi. Đúng, cô ấy yêu anh. Đâu thể cắt liên lạc với anh, hai người còn muốn quay lại nhỉ? Đúng, đúng. Sao cô biết? Có phải Úc Châu giết cô ấy không? Chuyện này dài lắm, anh đuổi họ đi, tôi chỉ nói với anh. Đi hết cho tôi. Nếu không, tôi không khách sáo đâu. Từ Tử Phong, anh đừng nghe chị ta nói bậy. Chị ta là Hứa Chi Vi. Hứa Chi Vi, chuyện tới nước này, chị còn mặt mũi quyến rũ đàn ông. Chị hại tôi thân bại danh liệt, hại nhà tôi phá sản. Chịu chết đi. Dừng tay, chúng ta chỉ muốn lấy tiền. Làm vậy chúng ta sẽ đi tù, buông tôi ra. Á, đứng yên. Đứng yên. Yên nào, em không sao chứ, có bị thương không? Em không sao. Lương Uyển Nhi, cô báo cảnh sát. Tôi sẽ không tha cho cô. Tôi không có, cảm ơn anh.
Tiếp theo phiền anh. Alo, 120 ở đây có nghi can bị ngã lầu, phiền anh gọi xe cứu thương tới. Lương Uyển Nhi đúng không? Đi theo tôi. Anh không tới nhà kho phía bắc thành phố à? Không. Alo, xếp thời, anh đoán đúng rồi. Xếp thời, cha ra rồi. Nhà họ Phan có một nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô, ở phía nam thành phố, tới phía nam thành phố. Bây giờ đều là chuyện nhỏ, đi. Chúng ta về nhà, khoan đã, tự dưng em nhớ ra. Em phải tới bệnh viện. Em sao thế? Không khỏe ở đâu à? Không có gì, em vẫn còn một mục chưa khám. Xếp thời, anh đừng lo lắng quá, nhìn sắc mặt của phu nhân lúc vào, chắc bị thương không nặng. Liên lạc bác sĩ hội chẩn, chuẩn bị chuyên gia khoa não và khoa ngoại. Làm gì đây? Ông ấy vén váy bổn cung làm gì? Hỗn xược. Nằm yên, làm gì có chuyện đó. Bổn cung muốn chu di cửu tộc, mang thai kỳ đầu, vẫn bình thường. Em bé vào tử cung rồi, tình hình phát triển tốt, đã có tim thai rồi. Tim thai. Tức là nghe được nhịp tim của đứa bé trong bụng rồi. Chúc mừng cô, được rồi, khám xong rồi. Cô mặc lại quần áo đi, nhớ lấy kết quả khám. Cảm ơn. Sau khi về, nhớ bổ sung acid folic và vitamin. Nhớ bổ sung canxi nữa, dụng cụ kỳ lạ của ông ấy lúc nãy. Có thể nhìn thấy đứa bé trong bụng bổn cung. Bổ sung acid với min gì nhỉ? Bổ sung canxi là gì? Chi Vi, sao rồi? Bác sĩ nói gì, có vấn đề gì không? Chắc là không có. Bác sĩ của tôi có vấn đề gì không? Có nặng không? Cô hứa. Biết tình trạng cơ thể mình không? Biết, có tim thai rồi, nhưng không được lơ là cảnh giác. Thường ngày phải chú ý nghỉ ngơi, không được mệt nhọc, cũng không được tức giận. Vâng, bác sĩ, tim thai là thế nào? Còn thế nào được nữa? Mang thai thôi. Tôi còn có 3 ca phẫu thuật đang chờ. Chuyện nhỏ này cũng cần phiền tôi à? Đúng là. Chi Vi, chúng ta có con rồi. Chi Vi, bà đã chuẩn bị xong tất cả đồ dùng cần thiết cho thai phụ và em bé. Chúng ta về nhà đi, em không muốn về. Chi Vi, vất vả lắm mới có cuộc sống của mình. Tuy nhà là thuê, công việc cũng không tốt lắm, nhưng đây là lần đầu em thật sự sống dựa vào bản thân. Được, anh đồng ý. Chỉ cần em thích, anh đều cho em. Mình đã rời khỏi lồng vàng, để về với tổ cỏ của mình. Tuy không nỡ, nhưng không hối hận. Thời Úc Châu. Anh đang. Anh đóng gói từ khách sạn cho em xem, có hợp khẩu vị không? Thật ra, anh không cần làm vậy cho em, rồi em sẽ quen với cuộc sống một mình ở thời đại này, anh không chỉ vì em. Hử, anh mua lại chỗ này rồi, sau này anh cũng ở đây. Hứa Chi Vi, em có thể tự do, nhưng anh cô đơn một mình. Đầy dẫy tin xấu, đáng thương lắm. Cô hứa, có thể thu nhận anh không? Công việc khai quật và khảo sát mộ đã kết thúc. Văn vật khai quật được đến giờ sẽ được triển lãm tại Viện Bảo tàng Giang Thành. Được biết ngôi mộ khai quật lần này là hoàng lăng của Cửu Chỉ Quốc Cổ, chào đón cư dân thành phố đến tham quan. Chúng ta cùng nhau cảm nhận hoàng triều 1.800 năm trước và lĩnh hội sự lãng mạn của văn minh xuyên suốt Hoa Hạ là Cửu Chỉ Quốc, triều đại của mình. Sao vậy, mộ này có liên quan đến em à? Em không biết. Muốn đi xem không? Này triển lãm, một văn vật khai quật được của Cửu Chỉ Quốc Cổ 1.800 năm trước. Bây giờ chúng ta đang xem một bức tranh. Bức tranh này thuộc về một hoàng hậu của Cửu Chỉ Quốc. Vị hoàng hậu này rất được hoàng đế yêu thương, nhưng lại bỏ mạng vào ngày phong hậu. Hoàng đế thương nhớ hoàng hậu nên đã dốc hết sức tìm họa sĩ nổi tiếng thời đó vì hoàng hậu để vẽ bức chân dung này cho người. Đây là vượt qua ngàn năm cuối cùng đã gặp. Đây là kỳ tích thời gian mang lại cho chúng ta. 1.800 năm, mình thật sự đã đi xa như vậy. Chi Vi, em không sao chứ? Không sao, tự dưng em hơi mệt thôi. Không sao thì tốt, chẳng qua có thể em vẫn phải mệt thêm chút nữa hả? Anh làm gì vậy? Ban ngày ban mặt, ra thể thống gì? Dưới gối đàn ông có vàng, mau đứng dậy. Rất vinh hạnh được sống cùng em vào hiện tại. Hứa Chi Vi, đồng ý cưới anh nhé. Hứa Chi Vi, đồng ý cưới anh nhé. Cô hứa, hôm nay cô xinh thật, váy cưới cũng đẹp,
màu áo cưới ở thời đại này mới lạ thật đấy. Chi Vi, hôm nay con xinh thật đấy, đây là lì xì mẹ cho con. Đúng đấy chị dâu, hôm nay chị đẹp thật. Chị dâu, không phải chị hận mẹ đấy chứ, đó là mẹ bị con à Phan Vũ Đồng kia lừa thôi. Bây giờ mẹ đã cắt đứt với nhà họ Phan rồi. Đúng, đúng. Cháu dâu, cháu nhận đi, người nhà không có gì không bỏ qua được hết. Cháu nghe bà. Đây, ngoan, đây là báu vậy gia truyền bà tặng cháu, đeo vào. Cháu cảm ơn bà. Đến giờ lành rồi. Mình đang nằm mơ à? Ở thời đại hoàn toàn mới này. Anh Úc Châu, anh đồng ý cưới cô Hứa Chi Vi làm vợ không? Tôi đồng ý. Cô Hứa Chi Vi, cho hỏi cô đồng ý không? Tôi đồng ý. Thời Úc Châu, chết đi. Úc Châu. Úc Châu. Úc Châu. Chi Vi, mau chuẩn bị băng cầm máu và nước nóng. Vâng, đau quá. Ta đang ở đâu? Đau đầu quá. Nương nương, ngươi đâu? Mau đến đây, mau gọi ngự y và bệ hạ. Hoàng hậu nương nương tỉnh rồi. Hoàng hậu. Bệ hạ. Đây là đâu? Mau, gọi xe cứu thương. Mau gọi cứu thương. Nương nương, nương nương, người sao vậy nương nương? Người đừng dọa nô tỳ. Những chuyện này chân thực vậy? Lẽ nào chỉ là mơ thôi sao? Bệ hạ. Chi Vi. Bệ hạ. Chi Vi. Anh không phải. Em nghe anh nói, anh là. Anh là thời Úc Châu.